Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 106. Các vì sao hợp lực, thêm uy lực của thiên đạo cũng không thể khiến anh bị thương, vì thế anh luyện hóa chúng cũng là chuyện dễ dàng. Không lâu sau, các vì sao đã in vào bàn cờ và trở thành một phần của nó. Đương nhiên, uy lực của bàn cờ này cũng lớn hơn. Nhờ các ngôi sao này, Ngô Bình có thể dùng bàn cờ để phóng ra một bầu trời sao cả tỷ dặm để tấn công kẻ địch. Đến ngày hôm sau, Ngô Bình mới trở lại vườn trúc. Kỷ Nhược Phi nói, Huyền Bình, hôm qua ân chính mình có đến, nhưng tôi bảo là anh chưa về. Ngô Bình, để tôi đi gặp ông ấy. Ngô Bình đi ra ngoài thì có một người làm tiến tới rồi lễ phép nói, Hoàng tử Điện Hạ, lão gia nhà tiểu nhân đang chờ người ạ. Ngô Bình và Kỷ Nhược Phi đi cùng người đó đến một phòng khách. Ân Chính Minh đang ngồi ở đây vội vàng đứng dậy ra đón, chúc mừng Hoàng tử Điện Hạ đã tăng tu vi, ngay khi Ngô Bình đột phá cảnh giới bất tử, đừng nói là Ân Chính Minh, tất cả mọi người ở thành Thương Đế cũng cảm nhận được, luồng khí tức khủng khiếp ấy mạnh đến mức khiến người khác khó thở. Ngô Bình, cảm ơn Hoàng lão đã cho tôi mượn chỗ bế quan. Ân Chính Minh, việc nên làm thôi ạ. Hoàng tử Điện Hạ, tôi có một chuyện muốn bàn với người. Chỉ có 10 hoàng tử thôi, trước khi người trở thành hoàng tử thì đã có 10 hoàng tử trước rồi. Vì thế, tiếp theo đây người cần khiêu chiến để loại bỏ một hoàng tử khác ạ. Ngô Bình nói, có chuyện này nữa à, Hoàng lão thấy tôi nên khiêu chiến ai? Ân Chính Minh, mỗi hoàng lão đều ủng hộ một hoàng tử, nhưng trong đó vẫn có một hoàng tử được nước Long nâng đỡ. Người này tên là Trương Nguyên Phong. Ngô Bình, Hoàng lão muốn tôi khiêu chiến Trương Nguyên Phong ư? Ân Chính Minh, tôi chỉ đưa ra lời khuyên như vậy thôi, tất cả vẫn do hoàng tử quyết định, không ai có thể ép buộc được người. Ngô Bình, thật ra khiêu chiến ai với tôi cũng như vậy, thôi cứ chọn Trương Nguyên Phong đi. Dứt lời, Ân Chính Minh, vâng, tôi sẽ cho người đi sắp xếp ngay. Ân Chính Minh dặn dò xuống dưới, sau đó nói chuyện với Ngô Bình. Ngô Bình hỏi về chuyện của hoàng tộc, nhất là Bát Vệ Thiên Ất. Ân Chính Minh lấy một tấm bản đồ ra, sau đó đánh dấu đỏ vào địa bàn của hoàng tộc, 4 đại vương tộc và 10 quý tộc cùng các quần thần. Ngô Bình so sánh với Thất Châu của Thái Thanh, phạm vi thế lực màu đỏ lớn hơn Thất Châu của Thái Thanh gấp 5, 60 lần, diện tịch tương đối lớn. Nhưng thật ra bên trong khu vực màu đỏ này rất lằng nhằng, không chỉ có quý tộc và vương tộc, còn có các môn phái khác, thậm chí là thế lực của nước Long và thiên đạo môn xen kẽ với nhau. Ngay cả vài quý tộc và vương tộc cũng là quần thần của nước Long hoặc trưởng lão của thiên đạo môn. Ngô Bình, Hoàng lão, giờ tôi đi hoàn thành 3 nhiệm vụ được chưa? Ân Chính Minh, được rồi ạ, nhưng 3 nhiệm vụ này rất khó, các hoàng tử trong lịch sử chỉ có đúng một người hoàn thành được. Ngô Bình, nội dung của 3 nhiệm vụ này là gì? Ân Chính Minh, nhiệm vụ thứ nhất khá đơn giản là vào Hoàng Uyển học. Chỉ cần có thể vào đó là nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Đương nhiên đây là nhiệm vụ sau khi được đơn giản hóa, còn nhiệm vụ gốc là phải đạt được thành tích ưu tú thì mới thông qua. Nhưng về sau không có ai làm được, nên trình độ được hạ thấp dần, cuối cùng thành cứ vào được đó là thành công. Ngô Bình, Hoàng Uyển là nơi nào? Ân Chính Minh, là nơi mà Thương Đế Thiên Ất khảo hạch hoàng tử. Kết quả của khảo hạch này chia từ cấp 9 đến cấp 27. Nhưng hoàng tử trong lịch sử đạt được thành tích tốt nhất chỉ đến cấp 3 trung đẳng, điện hạ chỉ cần đạt đến mức này là thông qua. Ngô Bình, nhiệm thứ thứ hai thì sao? Ân Chính Minh, nhiệm vụ thứ hai là thu phục Bát Vệ, nhiệm vụ này khá khó, chưa có hoàng tử nào thành công. Ngô Bình, làm thế nào thu phục được Bát Vệ? Ân Chính Minh, chỉ cần đánh bại thống lĩnh của Bát Vệ. Đương nhiên còn phải khiến họ tâm phục khẩu phục. Dẫu sao người lập ra Đại Thương là cao thủ số 1, Bát Vệ cũng được thành lập từ khi đó. Ngô Bình, nhiệm vụ thứ 3 thì sao? Ân Chính Minh hơi thất thần, sau đó mới đáp, nhiệm vụ thứ 3 là vào một không gian nào đó và giết cường giả bên trong. Hoàn thành được 3 nhiệm vụ này thì sẽ tiến hành khảo hạch cuối cùng. Ngô Bình, khảo hạch cuối cùng là gì? Ân Chính Minh, là mở đế cung của Đại Thương. Kế tục truyền thừa của Đại Thương. Ngô Bình, sau khảo hạch này thì tôi sẽ thành tân đế hả? Ân Chính Minh gật đầu, vâng, nếu qua được khảo hạch cuối này thì người sẽ đăng cơ. Lúc này, có người xuống báo, ông chủ, thất hoàng lão cầu kiến. Để phân biệt hoàng lão,
người ta dựa vào thời gian trở thành hoàng lão để sắp xếp chức vị. Người đầu tiên trở thành hoàng lão gọi là đại hoàng lão, người thứ hai gọi là nhị hoàng lão. Ân Chính Minh là tam hoàng lão trong số đó. Nghe nói thất hoàng lão đến, Kỷ Nhược Phi nói, Huyền Bình, thất hoàng lão là cha của Ân Đan. Ân Chính Minh nắm tin tức cực nhanh, tôi nghe nói, con gái thất hoàng lão Ân Đan bị người ta biến mặt thành mặt lợn rừng, làm thế nào cũng không chữa khỏi được. Chuyện này chẳng lẽ liên quan đến Điện Hạ? Ngô Bình, mặt lợn rừng là do tôi làm, có lẽ ông ta đến là để tìm tôi, để ông ta vào đây đi. Ân Chính Minh gật gật đầu rồi bảo người đi mời ông ta vào. Không lâu sau, một đám người xông tới, cầm đầu chính là người đàn ông trung niên, phía sau ông ta là Ân Đan đang che mặt. Người đàn ông trung niên mặc lên người chiếc áo màu xanh ngọc, đầu đội mũ ngọc, ánh mắt của ông ta dừng lại phía Kỷ Nhược Phi rồi nói với giọng điệu lạnh lùng, con tiện tì, dám hại con gái ta, lại đây mà nhận lấy cái chết đi. Ông động vào cô ấy thử xem, Ngô Bình mở miệng nói, anh chỉ liếc nhìn người đàn ông trung niên đó, vậy mà mấy người phía sau cứ như đã rơi xuống hầm băng, lạnh run cả người. Ông ta vừa run sợ nhưng cũng vừa tức giận cậu. Ngô Bình, con gái của ông hại Kỷ Nhược Phi bạn tôi ra tay trừng trị. Ông chẳng những không tự ngẫm lại mà còn dám tới đây tìm tôi nói lý lẽ. Thất hoàng lão, có phải là ông chán sống rồi đúng không? Từ trước tới nay, chưa từng có vị hoàng tử nào dám nói với hoàng lão như thế, thất hoàng lão cả giận nói, láo xược. Cho dù cậu là hoàng tử, cũng không thể vô lễ với hoàng lão tôi như vậy. Quỳ xuống. Lời vừa dứt, toàn thân Ngô Bình mơ hồ hiện lên 99 hư ảnh của cường giả chí tôn kỷ nguyên. 99 loại sức mạnh huyền diệu trong trời đất cũng hội tụ lại, lấy lời nói của anh làm phương tiện truyền đạt, gia trì lên người của thất hoàng lão. Thất hoàng lão là tu vi chân tiên, giờ phút này đây lại không thể khống chế được cơ thể của chính mình, một tiếng bụp đã quỳ ngay trên mặt đất, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Ân Đan ở phía sau càng khiếp sợ, cha mình được coi là người có địa vị cao nhất trong hoàng tộc lại quỳ gối trước mặt người này. Thất hoàng lão mang theo vẻ mặt hoảng sợ, lẩm bẩm, không thể nào, tu vi của cậu chỉ là địa tiên mà thôi. Tam hoàng lão Ân Chính Minh nhẹ giọng nói, giờ đây ông đã biết hoàng tử thật sự mạnh cỡ nào rồi chứ. Điện hạ có thể vượt qua 5 bài kiểm tra chính thức, chuyện này đã chứng minh tư chất của ngài ấy không hề kém so với hoàng tử đại thương trước đây. Những hoàng tử của đại thương năm đó, có người nào không phải là cường giả? Thất hoàng lão hít một hơi thật sâu, điện hạ, vừa rồi thần vô lễ, mong hoàng tử điện hạ thứ tội. Gương mặt Ngô Bình không chút cảm xúc, để duy trì sự yên ổn của hoàng tộc, tạm thời tha cho ông một mạng, quỳ sang một bên. Thất hoàng lão vội vàng quỳ sang một bên, còn Ân Đan thì không dám thở mạnh mà quỳ xuống bên cạnh thất hoàng lão. Ngô Bình, tam hoàng lão nghĩ tôi làm thế nào mới có thể lấy được sự ủng hộ của các vị hoàng lão? Thất hoàng lão, các vị hoàng lão đều có những phiền toái, nếu như hoàng tử có thể giúp họ giải quyết được những phiền toái đó, đương nhiên bọn họ sẽ ủng hộ hoàng tử. Ngô Bình, ồ, không biết tam hoàng lão có phiền toái gì? Tam hoàng lão khẽ thở dài, dưới trướng của ta vốn có một vị mãnh tướng, giúp ta đánh bại không ít kẻ địch mạnh. Nhưng 3 năm trước, ông ta đột nhiên tự lập mình làm vua, tạo ra một vương quốc nhỏ. Sự phản bội của ông ta khiến thực lực của ta suy yếu một nửa. Ta nhận được tin, gần đây ông ta lại nhắm đến vị trí hoàng lão của ta, muốn thay thế ta. Ngô Bình, ông ta dám làm như thế, sau lưng chắc chắn có người chống đỡ nhỉ? Tam hoàng lão, đúng, sau lưng ông ta có Thiên Hư Môn. Ngô Bình bỗng nhớ lại, trước đây anh giết chết Thiên Hư công tử. Đó là người của Thiên Hư Môn. Anh nói, ở lại nhà ông vài ngày vẫn chưa bày tỏ lòng cảm kích. Như này đi, tôi sẽ giúp ông thu phục người đó. Tam hoàng lão vui mừng khôn xiết, đa tạ điện hạ. Điện hạ, mời người nghỉ ngơi trước đã, ngày mai chúng ta xuất phát sớm. Ngô Bình, được. Anh nhìn về phía thất hoàng lão, những người phía sau cúi đầu xuống, vẫn chưa biết Ngô Bình sẽ xử lý ông ta như thế nào. Nào ngờ Ngô Bình hỏi, thất hoàng lão, phiền toái của ông là gì? Thất hoàng lão vội vàng nói, điện hạ, tôi đã gặp phải một chuyện vô cùng nhục nhã. 10 năm trước, người vợ mà tôi mới lấy về bị một chân tiên của tiên giới bắt đi. Cảnh giới của người đó rất cao, thực lực mạnh, tôi không dám đụng vào.
Ngô Bình, hắn tên là gì? Thất Hoàng Lão, Ngọc Đỉnh Thiên Tôn. Ngô Bình, nếu như ông có thể trung thành với tôi, nỗi uất ức này, tôi sẽ trả giúp ông. Thất Hoàng Lão vui vẻ nói, cảm ơn Điện Hạ. Sau đó, anh nói với Ân Đan bằng giọng nghiêm nghị, còn chưa nói lời xin lỗi với cô Kỳ. Mặc dù Ân Đan cảm thấy oan ức, nhưng lúc này cũng không dám tùy hứng, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Kỳ Nhược Phi, xin lỗi, mong cô tha thứ cho tôi. Vừa nói, hai hàng nước mắt xấu hổ tủi nhục vừa lăn dài. Kỳ Nhược Phi nhẹ nhàng nói, không dám nhận. Ngô Bình, Ân Đan, tôi phạt cô mang theo bộ mặt lợn này một năm, coi như là hình phạt nhẹ. Ân Đan, cảm ơn Điện Hạ đã khai ân, mặc dù mang theo mặt lợn một năm, đối với một người con gái mà nói cũng khá đau khổ, nhưng chỉ cần chịu đựng vượt qua cũng là được rồi. Ngô Bình, Nhược Phi, cô ở lại đây, ngày mai tôi lại đến. Chào tạm biệt mọi người xong, anh trở về nhà. Anh vừa trở về, Thanh Tuyết Thiên Chủ đã cảm nhận được khí tức khác người của anh, vội vàng ra ngoài gặp. Huyền Bình, cậu đột phá rồi, cô ta rất ngạc nhiên. Ngô Bình cười nói, ừm, đã là cảnh giới bất tử tầng thứ 9 rồi. Cô tặng tôi bất tử kinh, bây giờ chỉ ít tôi có thể giúp cô đạt tới tầng thứ 7 của cảnh giới bất tử. Thanh Tuyết Thiên Chủ nói, hay lắm, lúc đầu, khi tôi ở cảnh giới bất tử thì cố gắng lắm cũng chỉ có thể bước đến tầng thứ 3, tầng thứ 7 nghĩ cũng không dám. Sau đó, Ngô Bình giúp Thanh Tuyết Thiên Chủ đột phá đến tầng thứ 7, rồi tầng thứ 8. Cho đến khi Thanh Tuyết Thiên Chủ bế quan tu hành đã là sáng sớm ngày hôm sau. Anh chỉ kịp tới gặp người nhà một chút, rồi lại vội vã quay về thành Thương Đế. Tam Hoàng Lão đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, một đoàn người ngồi trên một con thuyền tiên cực lớn tiến về nước Kim Hải. Nước Kim Hải mới được thành lập, quốc vương là một mãnh tướng đã từng dưới trướng của Tam Hoàng Lão, tên là Kim Hải. Lấy tên người lập thành tên nước, có thể thấy người này vô cùng tự tin. Tam Hoàng Lão Ân chính mình nói với Ngô Bình, 3 năm trước Kim Hải gia nhập vào Thiên Hư Môn, trở thành đệ tử chân truyền. Sau đó Thiên Hư Môn nâng đỡ ông ta, rồi thành lập nước Kim Hải ở đây. Nước Kim Hải này vốn dĩ là địa bàn của Tam Hoàng Lão, tài nguyên phong phú, hiện giờ bị người khác chiếm mất, trong lòng ông ta đương nhiên khó chịu. Nhưng thực lực của Kim Hải rất mạnh, ông ta 5 lần 7 lượt mang binh đến đánh, nhưng chung quy vẫn không thể làm tổn hại đến căn cơ của nước Kim Hải. Ngược lại còn hao binh tổn tướng. Xung quanh thuyền tiên có 30.000 quân tinh nhuệ đi theo, là những tướng sĩ có năng lực nhất trong tay Tam Hoàng Lão. Thuyền tiên vừa tới gần nước Kim Hải thì nhìn thấy một dải ánh sáng ẩn hiện vụt qua bầu trời, người cầm đầu cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt đầy râu như cướp biển, cười ha ha rồi nói, Ân Chính Minh, ông đã thua tôi 4 lần rồi, vẫn còn dám đến đây xâm phạm lãnh thổ của ta, không sợ ta dỡ xương của ông sao? Ân Chính Minh lớn giọng nói, Kim Hải to gan, Hoàng tử Điện Hạ ở đây, ai cho phép ông làm càn? Kim Hải nhìn về phía Ngô Bình bên cạnh Ân Chính Minh, ông ta cười khẩy, Hoàng tử chó gì? Ở đây ta có 10 vị chân tiên, người nào pháp thuật cũng cao cường, các người không sợ chết thì chúng ta đánh một trận. Ầm ầm. Bỗng nhiên ánh sáng xung quanh tắt ngóm, mặt đất và bầu trời biến mất, tất cả mọi người đều xuất hiện trong tinh không vũ trụ vô biên vô hạn. Áp lực vô cùng lớn khiến cho tất cả đều lạnh run, hoảng hốt lo sợ. Thậm chí ngay cả mặt Ân Chính Minh cũng biến sắc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giờ phút này đây, Ngô Bình đi ra, anh vừa bước ra một bước, cơ thể đã chiếm 1/3 không gian vũ trụ, cực kỳ to lớn, cũng cực kỳ tôn nghiêm, anh nhìn 10 vị chân tiên như Kim Hải. Rồi thản nhiên nói, các người có sẵn lòng thần phục tôi không? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Bọn họ há mồm trợn mắt mà kêu lên theo bản năng, chúng tôi bằng lòng thần phục. Ngô Bình, tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ mọi người vẫn thuộc người dưới trướng của Tam Hoàng Lão. Nói rồi anh nhìn Kim Hải trong đó hỏi, anh là đệ tử chân truyền của Thiên Hư Môn. Kim Hải nói, phải nhưng bắt đầu từ giờ tôi không còn liên quan gì đến Thiên Hư Môn nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, nói đi. Thiên Hư Môn muốn làm gì? Kim Hải, Thiên Hư Môn muốn lấy địa bàn của tôi làm bàn đạp để mở rộng thế lực đến Đại Lục Côn Luân. Ngô Bình, nếu Thiên Hư Môn lại tìm đến ông, biết làm thế nào chứ? Tôi biết. Kim Hải rất sáng suốt, hắn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời khi đối mặt sự cách biệt tuyệt đối.
Tam hoàng lão vô cùng ngạc nhiên, run giọng nói, hoàng tử điện hạ uy phong nhất thiên hạ, chúng tôi cực kỳ kính phục, nói rồi mọi người đồng loạt quỳ xuống. Ngô Bình, tam hoàng lão, ông phái người khống chế nước Kim Hải, sau đó đi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với tôi. Ân Chính Minh, vâng. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi trở thành hoàng tử là vào Hoàng Uyển để khảo hạch. Các hoàng tử trước nếu có thể vào Hoàng Uyển thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Ngô Bình không giống bọn họ, anh muốn xem thử anh ta có thể đạt đến cấp bậc nào. Tam hoàng lão mời Ngô Bình đến trước Hoàng Uyển. Lối ra vào của Hoàng Uyển này là một cái tháp cổng rất cao, cổ kính, đã đứng sừng sững ở đây rất nhiều năm rồi. Không chỉ có tam hoàng lão mà cả mấy người thất hoàng lão cũng đã đến trước, họ cũng rất tò mò về việc liệu vị thiên kiêu đã trở thành hoàng tử hoàn toàn nhờ vào tài năng của mình Ngô Bình có thể hoàn thành ba nhiệm vụ chính hay không. Ân Chính Minh nói, điện hạ, cửa này không phải ai cũng có thể vào được, nó sẽ sinh ra lực đẩy lùi, đã từng có rất nhiều hoàng tử không có tư cách bước vào cánh cửa này. Ngô Bình sải bước đi vào, cánh cửa phát ra tia sáng, cả người anh biến mất. Ngay sau đó Ngô Bình bước vào một không gian đầy sương mù, chính giữa là một cái bục hình trụ, bên trên có khắc hoa văn. Lúc này giọng nói quen thuộc đó lại vang lên, chào mừng cậu đến tham gia cuộc kiểm tra hoàng tử. Ngô Bình tò mò hỏi, là ông sao? Giọng nói, là tôi ở khắp mọi nơi trong thành Thương Đế. Ngô Bình, ông là khí linh của thành Thương Đế. Tôi vốn dĩ là đế sư của Đại Thương. Chết trận trong lúc chinh chiến nhưng thần hồn vẫn không tan biến, bị Thiên Ất Đại Đế dung hợp vào thành Thương Đế, canh giữ ở đây rất lâu rồi. Ngô Bình, hóa ra là đế sư, rất vui được gặp. Tiếp theo tôi phải làm gì để được kiểm tra? Đế sư kiểm tra hoàng tử khá đơn giản, cậu đứng trên bục tròn kia, đại trận phức tạp này sẽ tiến hành kiểm tra tổng hợp cho cậu, đồng thời đánh giá cấp bậc của cậu. Ngô Bình, tôi nghe nói cấp bậc ở đây có 27 cấp và 9 hạng. Đúng thế, đế sư nói, nếu có thể đạt đến hạng 3 thì sẽ có thưởng. Ngô Bình bật cười, có phải đạt đến trên hạng 1 thì sẽ được thưởng nhiều hơn? Đế sư, chưa từng có ai đạt được cấp bậc trên hạng 1 này, nếu cậu có thể làm được thì sẽ nhận được giải thưởng cao nhất, đó là được vận khí của Đại Thương hỗ trợ. Ngô Bình trợn mắt, Đại Thương đã không còn nữa thì còn vận khí gì chứ? Đế sư, không đâu. Mặc dù Đại Thương không còn nữa nhưng vận khí lúc lập nước cực kỳ mạnh. Vận khí đó thừa hưởng vận khí của tiên quốc, không thể xem thường đâu, nhưng tiếc là vận khí đó quá mạnh, người đời sau sẽ không thể tiếp nhận được. Ngô Bình, nói thế nghĩa là tiếp nhận vận khí còn có yêu cầu gì nữa sao? Đế sư, đương nhiên, vận khí lớn này chỉ có anh hùng tuyệt thế mới có thể tiếp nhận, nếu không không thể chịu được, ngược lại sẽ bị vận khí phản phệ. Ngô Bình híp mắt, vận khí có thể phản phệ lại con người. Đế sư, thật ra vận khí này không bao giờ biến mất, nó được lưu truyền có trật tự trong tộc người. Nói sâu xa hơn thì nó là vận khí của con người, nhưng ở những thời kỳ khác nhau, còn phụ thuộc vào cơ thể của cường giả loài người khác nhau. Ngô Bình, nói thế thì ban đầu Thiên Ất Đại Đế đã có được nó. Đế sư, đúng thế, nhưng sau khi Thiên Ất chết, nó không thể được những người Đại Thương khác hấp thụ. Thế là bị phong ấn. Vận khí thế gian chỉ có một thế này thôi. Đế sư, khí vận tương tự như thế có tất cả 9 cái, nó chỉ là một trong số đó. Ngô Bình đã không đợi được nữa, còn chờ gì nữa, bắt đầu đi. Anh đứng trên cột hình tròn, đại trận sáng lên, rất nhiều nguồn sức mạnh đi vào cơ thể anh, tiến hành đánh giá toàn diện. Khoảng một tiếng trôi qua, đại trận ngừng vận chuyển. Một hình vẽ màu xanh xuất hiện trên trụ hình tròn. Nhìn thấy hình vẽ này, đế sư nói, trên bậc 1. Quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng. Đế sư cười nói, đây là lần đầu tiên ông ta thể hiện cảm xúc của con người, bật cười thành tiếng. Ngô Bình, nói thế, vận khí thuộc về tôi. Vừa dứt lời, một tia sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, đập vào đỉnh đầu anh, cả người anh run lên, loáng thoáng cảm thấy mình không giống trước đó. Nhưng cảm nhận kỹ càng lại thì nhận thấy chẳng có gì thay đổi cả. Anh ngơ ngác, đây là vận khí. Đế sư, đúng thế, vận khí là một thứ huyền diệu khó giải thích. Ngô Bình, hình như cũng chẳng có gì. Đế sư, cậu có thể ra ngoài rồi. Ngô Bình, đế sư, nếu ông đã hợp thành một thể với thành Thương Đế, vậy thì dù tôi ở bên ngoài cũng có thể nói chuyện với ông chứ.
Đế sư, tôi đã để lại ấn ký vào trong thức hải của cậu, cậu có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Nói rồi một huy hiện xuất hiện, huy hiệu màu ngọc bích, bên trên có 9 ngôi sao vàng, đại diện cho bậc 1, ngôi sao màu vàng đại diện cho cấp bậc hơn hẳn. Ngô Bình, bước ra khỏi Hoàng Uyển, khi nhìn thấy huy hiệu đó, mọi người ai cũng ngạc nhiên không thôi, gì cơ. Trên cả bậc 1, các hoàng lão đều ngạc nhiên thốt lên, sau đó đều quỳ xuống, chúc mừng thượng hoàng tử, chúc mừng thánh hoàng tử. Thì ra vào thời đại Thương, trong pháp điển có quy định rõ ràng, hoàng tử đạt từ bậc 3 trở lên thì sẽ được tôn làm thánh hoàng tử. Hoàng tử đạt đến trên bậc 1 thì được xưng là thánh hoàng tử. Người thời đó tin rằng một hoàng tử như vậy sau này chắc chắn sẽ trở thành thánh hoàng nên được gọi là thánh hoàng tử. Ngô Bình, nhiệm vụ thứ hai là phải nắm quyền bát vệ, tôi nghe nói thống lĩnh của bát vệ tên là Ân Thiên Giáp. Ân Thiên Giáp ở đây, đám đông tách ra, một người đàn ông cả người mặc áo giáp đen bước ra, khí tức rất mạnh. Ngô Bình nhìn người này, Ân Thiên Giáp này lại có tu vi đạo quân. Hơn nữa nền tảng tu vi của anh ta rất thâm sâu, khi còn là địa tiên chắc hẳn là một vị võ tiên tôn bậc cao. Ân Thiên Giáp, làm sao để khanh chịu thần phục ta, anh hỏi. Ánh mắt Ân Thiên Giáp nhìn Ngô Bình phát sáng, bao nhiêu năm nay anh ta luôn chờ một vị minh chủ xuất hiện, trong mắt anh ta các hoàng tử, hoàng lão hiện tại chỉ là rác rưởi, không đáng nhắc đến. Nhưng Ngô Bình trước mặt thì lại khác, đó là hoàng tử đã thông qua kiểm tra của đại ngũ quan, còn là thánh hoàng tử trên bậc 1, chỉ có người như vậy mới xứng được Ân Thiên Giáp tận hiến. Nhưng Ân Thiên Giáp vẫn muốn thử một chút, điện hạ, người là thánh hoàng tử, theo lý thực lực chắc là hơn hẳn thần. Thần cả gan muốn mời thánh hoàng tử dạy bảo. Ngô Bình khẽ cười, nếu khanh thua, có phải sẽ nghe lệnh của ta không? Ân Thiên Giáp, vâng, chỉ cần thánh hoàng tử có thể thẳng được một chiêu nửa thức của thần thì từ nay về sau mạng sống của thần là của thánh hoàng tử. Ngô Bình, được, khanh có thể ra tay rồi. Người xung quanh lập tức tản ra, vì dù là thánh hoàng tử hay Ân Thiên Giáp cũng đều là cường giả siêu cấp, một khi họ đã đánh nhau thì không phải là động tĩnh nhỏ. Thế nhưng kỳ lạ là lúc này Ân Thiên Giáp lại chậm rãi đi về phía Ngô Bình như một người bình thường. Khi hai bên chỉ cách nhau chừng 5 bước thì anh ta bỗng bay lên. Ngô Bình nghiêng người, giơ tay ra nắm lấy cổ chân Ân Thiên Giáp rồi nhấc anh ta lên. Cả người Ân Thiên Giáp cong lại giữa không trung, đánh một quyền vào eo anh. Eo Ngô Bình né sang một bên, một tay khác chỉ vào ngực anh ta. Động tác của hai người không nhanh nhưng mỗi lần tiếp xúc thì có rất nhiều thế giới nhỏ lập tức tan rã, sụp đổ tại vị trí tiếp xúc. Sức mạnh này rất đáng sợ nhưng chúng lại không được phóng thích ra, đều bị hai người trấn áp. Đánh được mười mấy chiêu, Ngô Bình cũng rất ngạc nhiên, anh thế mà cũng không dễ dàng hạ gục được người này bằng công phu anh học được ở điện đường võ thuật. Đánh đến chiêu thứ 55, Ngô Bình bất ngờ đấm Ân Thiên Giáp ngã xuống đất, sau đó cưỡi lên người anh ta. Cả hai tay liên tục tấn công. Bị đánh một trận liên tiếp, mũi của Ân Thiên Giáp bị đánh đến mức phun ra lửa. Anh ta vội nói, điện hạ, thần nhận thua. Lúc này Ngô Bình mới thu lại nắm đấm, bất đắc dĩ nói, khanh cũng không tính là kẻ thua cuộc, mặc dù ta chiếm thế thượng phong nhưng ta không làm khanh bị thương. Thân thể ngươi dù có đánh thế nào cũng có thể chịu được nắm đấm của ta. Ân Thiên Giáp nói, thần chỉ giỏi về luyện hình nên có khả năng chịu đánh. Nhưng kỹ năng đấm quyền của điện hạ quá siêu phàm, lại còn ẩn chứa rất nhiều sức lực huyền diệu, thần đã cố gắng hết sức nhưng quả thật đánh không lại. Ngô Bình kéo anh ta đứng lên, hai người nhìn nhau khẽ cười, bỗng có cảm giác anh hùng gặp anh hùng. Điện hạ, bắt đầu từ giờ mạng sống của Ân Thiên Giáp là của người, anh ta cao giọng nói, sau đó thủ lĩnh bát vệ xuất hiện phía sau anh ta cũng quỳ xuống. Ngô Bình nói, tốt lắm, bắt đầu từ giờ phút này bát vệ sẽ khôi phục lại vận chuyển. Ân Thiên Giáp, vâng. Các hoàng lão đã không còn có ý định chống đối Ngô Bình nữa, được bát vệ ủng hộ, bây giờ Ngô Bình là hoàng đế, ý chí của anh là ý chí của hoàng tộc, không ai dám làm trái. Tam hoàng lão lập tức nói, điện hạ, hãy hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, nhanh chóng đăng cơ. Ngô Bình nói, không vội, tôi phải bế quan một thời gian. Anh bảo Kỷ Nhược Phi thay anh quản lý hoàng tộc. Sau này bát vệ đều sẽ nghe theo lệnh của Kỷ Nhược Phi. Sắp xếp xong hết mọi thứ, anh mới về nhà tìm Thiên Chủ Thanh Tuyết, câu đầu tiên là, Đoạt Thiên Kinh ở đâu? Thiên Chủ Thanh Tuyết, Đoạt Thiên Kinh ở trong tay Đại Thiên Tôn.
Ngô Bình thở dài, nếu ở trong tay Đại Thiên Tôn, e là tôi khó nhìn thấy được. Thiên chủ Thanh Tuyết, vậy thì chưa chắc. Ngô Bình, ồ, ý cô là thế nào? Thiên chủ Thanh Tuyết, Đại Thiên Tôn là người cực kỳ tự phụ. Ông ta tu luyện Đoạt Thiên Kinh đến tầng thứ 5, hơn nữa còn tự cho rằng không ai có thể vượt qua mình. Thế nên ông ta đã đặt Đoạt Thiên Kinh ở Thiên Đạo Môn, để cho các đệ tử lĩnh hội. Ngô Bình sửng sốt, Đoạt Thiên Kinh ở Thiên Đạo Môn. Thiên chủ Thanh Tuyết, nhưng ông ta để Đoạt Thiên Kinh ở nơi ông ta từng sống lúc trước. Khu vực đó được ông ta xây dựng khi còn ở cảnh giới Đoạt Thiên, không thể xem thường các cấm chế bên trong. Theo tôi biết, hình như chưa từng có ai có thể để phá được cấm chế của ông ta để nhìn thấy Đoạt Thiên Kinh. Ngô Bình, Đại Thiên Tôn này có ý gì nhỉ, để Đoạt Thiên Kinh ở đó không sợ có người cướp mất sao? Thiên chủ Thanh Tuyết, một là không nhiều người biết chuyện này, hai là ai lại dám đắc tội với Đại Thiên Tôn chứ? Ngô Bình khẽ cười, cũng đúng. Thiên chủ Thanh Tuyết, cậu muốn đi thử à? Ngô Bình, không vội, không có Đoạt Thiên Kinh, tôi cũng có thể đột phá cảnh giới Vấn Thiên trước. Sau khi trở thành Thiên Tôn, tôi muốn đến một nơi. Thiên chủ Thanh Tuyết hỏi, nơi nào? Ngô Bình, Điện Thập Thánh, nơi đó có một quái vật có thể bị Thập Thánh hợp sức chấn áp, thực lực chắc chắn rất mạnh. Thiên chủ Thanh Tuyết, những nơi như thế thường rất nguy hiểm, nếu không đã có người đến dò thám từ trước rồi. Ngô Bình, đúng thế, nhưng nếu tôi đã muốn làm thánh nhân thì không thể sợ hãi được. Thiên chủ Thanh Tuyết biết không khuyên ngăn được bèn nói, vậy cậu phải cẩn thận. Ra khỏi chỗ của Thiên chủ Thanh Tuyết, Ngô Bình đi thẳng đến gặp Nguyệt Vũ. Tính toán thời gian chắc hẳn Nguyệt Vũ cũng sắp sinh rồi, anh quyết định sau khi đứa bé chào đời rồi mới đi. Nguyệt Vũ và Linh Hy nữ đế sống cùng nhau, bây giờ cô ấy đã thích nghi được với cuộc sống nơi này. Còn trở thành chị em tốt với Linh Hy nữ đế, quan hệ của cả hai rất thân thiết. Lý Lang. Ngô Bình nhìn thấy bụng của Nguyệt Vũ đã to hơn nhiều, đứa bé cũng sắp được 9 tháng, còn gần 1 tháng nữa là có thể sinh. Anh cười nói, Nguyệt Vũ, em đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Nguyệt Vũ cười nói, quen rồi, Linh Hy rất tốt với em. Ngô Bình, nếu cảm thấy buồn phiền thì đến Long Hổ Tiên Cảnh đi dạo hoặc có thể ra ngoài. Linh Hy, cô ấy còn đang mang thai nên tôi không dám cho cô ấy đi lung tung. Ngô Bình, Linh Hy, tôi đã thu phục được Hoàng tộc Đại Thương rồi, bên đó cần một người quản lý toàn cục, cô có muốn đến đó không? Linh Hy nữ đế là một vị nữ đế, thành thạo các kỹ năng chỉ huy, cô ấy cười nói, có thể giúp được anh dĩ nhiên tôi luôn sẵn lòng, bao giờ thì xuất phát. Ngô Bình, cũng không vội, mấy ngày nữa hẵng đi. Đến đó cô và Vân Tịch cùng nhau chỉnh đốn lại lực lượng hoàng tộc cho tôi. Linh Hy, Huyền Bình, anh thật sự muốn xưng đế. Ngô Bình, tôi là nhân hoàng, nhiệm vụ của tôi là phục vụ phúc lợi cho con người. Tôi không muốn ngồi vào chiếc ghế hoàng đế này nhưng tôi phải làm điều này. Linh Hy, nếu thế thì tôi sẽ cố gắng hết sức phụ tá cho Huyền Bình công thành danh toại. Ở nhà vài ngày, ngoài thời gian ở bên cạnh vợ con, Ngô Bình còn nuôi dưỡng thai nhi trong bụng Linh Hy. Bây giờ thể chất của anh đã tốt hơn trước rất nhiều, có rất nhiều biện pháp để thai nhi khỏe hơn, thế là đứa bé này cũng đã bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ giống đỉnh nhi, hơn nữa còn có thể tỉ mỉ giao tiếp với Ngô Bình. Ở nhà một thời gian, hôm nay mặt đất bỗng hơi rung chuyển như thể có động đất. Không đến mấy phút sau có người đến báo, Linh Xuyên đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện bằng đồng. Khi cung điện bằng đồng rơi xuống đã khiến một thành phố bị san bằng, hàng triệu người dân vô tội chết thảm. Ngô Bình vô cùng tức giận, xuất hiện trên bầu trời nơi xảy ra sự việc cùng với Đường Tử Di, chỉ thấy một cung điện cực kỳ khổng lồ cao đến 10.000 mét xuất hiện trên một thành phố nhỏ ban đầu. Trong cung điện bằng đồng này toát ra tà khí. Ngô Bình không nói gì giơ tay lên chém một luồng kiếm quang về phía cung điện bằng đồng, kiếm quang dài hàng ngàn mét, chói sáng như mặt trời. Nổ tung trên mặt đất. Một tiếng vang cực lớn vang lên, cung điện bằng đồng rung chuyển nhưng không bị hư hại gì cả. Anh vừa định tung ra phát kiếm thứ hai thì bên cạnh bỗng có một tia sáng rơi xuống, chính là cái tiên. Cái tiên vội nói, không được. Ngô Bình, tiền bối cái tiên, ông biết cung điện này. Cái tiên nói, cung điện bằng đồng này là nơi tu luyện của Thanh Đồng Thần Vương, Thanh Đồng Thần Vương tu luyện trong thời không bí ẩn. Cứ sau 300 năm sẽ xuất hiện ở Đại Lục Côn Luân một lần.
Nếu tôi đoán không lầm thì chắc là Thanh Đồng Thần Vương đang ngủ say ở bên trong, nếu đánh thức ông ta dậy, hậu quả sẽ rất khó mà tưởng tượng. Ngô Bình nổi giận, cổ thần gì chứ, cũng không thể tùy tiện sát hại người dân vô tội nơi này. Nếu tôi không giết ông ta thì uổng cái danh nhân hoàng này. Cái Tiên cười khổ, Thanh Đồng Thần Vương là cường giả cấp đạo tổ, hãy suy xét cẩn thận. Ngô Bình, Thần Vương thì sao? Tay anh vung lên, ván cờ thiên địa xuất hiện, thời không xung quanh xoay chuyển, cung điện Thanh Đồng cũng dần hiện hữu trong tinh không rộng lớn. Ngô Bình lợi dụng 100.000 sao trời cùng lực động thiên, kích hoạt kỳ phổ trong sát cuộc thiên tinh. Trong cung điện Thanh Đồng to lớn truyền ra một âm thanh trầm thấp, là kẻ nào đánh thức bản thần vương? Ngô Bình lạnh lùng nói, mở. Sát cuộc thiên tinh lập tức khởi động, 100.000 sao trời xoay tròn quanh cung điện Thanh Đồng tạo nên sức mạnh hủy diệt. Tồn tại trong cung điện Thanh Đồng lắp bắp kinh hãi, tức giận nói, nhân loại hèn mọn, lại dám ám toán bản vương, chết cho ta. Một bàn tay bằng đồng to lớn phóng ra khỏi cung điện, hung hãn đập vào 100.000 sao trời. Ngay lập tức, sao trời nổ tung nhưng con số ít ỏi đó vốn không ảnh hưởng đến vận hành của đại trận. Lúc này, ván cờ thiên địa của Ngô Bình đã rời khỏi Linh Xuyên và xuất hiện trong vũ trụ thực. Anh mở rộng ván cờ, ngày càng có nhiều sao trời được đưa vào. Ầm ầm. Uy lực của bàn tay kia lớn đến nỗi sao trời liên tiếp bị bóp nát, nhưng sao trời mới đưa vào lại càng nhiều. Lợi dụng sao trời áp chế đối phương chỉ là sách lược. Cùng lúc đó, 99 đại đạo mà Ngô Bình mới lĩnh hội được không ngừng hấp thu sức mạnh còn sót lại trong vũ trụ. Bấy giờ, ván cờ thiên địa đang hút uy lực của 10 cường giả chí tôn kỷ nguyên tồn tại trong thế giới này. Đồng thời dùng nó để thiết lập sát cuộc thập phương tuyệt. Tuy nhiên việc bố trí đại trận cần thời gian nên phải sử dụng sao trời để trì hoãn. Ầm ầm. Càng ngày càng nhiều sao trời bị đánh nổ, Thanh Đồng Vương dần mất kiên nhẫn, nhóc con, chỉ là trận pháp mà cũng đòi vây khốn bản thần vương. Phá hết cho ta. Tiếng vang liên tiếp truyền đến, trong nháy mắt hàng vạn sao trời nổ tung, sát cuộc thiên tinh của Ngô Bình mơ hồ bất ổn định. Ngô Bình cười lạnh, Thanh Đồng Thần Vương, ông vô cơ hại chết hơn 100.000 bách tính nhân tộc thì đáng tội gì? Thanh Đồng Thần Vương cười lạnh, nhân tộc các ngươi chẳng qua là sinh vật hạ đẳng, giết thì giết thôi. Lúc các ngươi diệt một tổ kiến, các ngươi sẽ cảm thấy áy náy sao? Ngô Bình trầm mặt, thứ nhất, nhân tộc không phải con kiến. Thứ hai, cho dù gặp phải sinh linh yếu ớt, tôi cũng không vô cớ giết hại. Thanh Đồng Thần Vương hừ lạnh, nhóc con ngu xuẩn. Bản thần vương đã tu luyện 30.000 năm, sắp tấn thăng thần hoàng, ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta sao? Đợi bản thần ta ra ngoài nhất định sẽ phá hủy mọi nơi ngươi sống, kể cả sinh linh bên dưới. Ngô Bình, nói khoác thật giỏi, đại trận của ta dùng lực sao trời. Cho dù muốn thoát ít nhất cũng mất 2 ngày. Thanh Đồng Thần Vương cười lạnh, 2 ngày sau thì sao? Ngô Bình, chuyện 2 ngày sau thì để 2 ngày sau hãy nói. Ít nhất hiện tại, ông đang bị tôi vây khốn trong ván cờ. Thanh Đồng Thần Vương cười quái dị một hồi, nhân loại hèn mọn, ngươi chỉ phách lối được bây giờ thôi, đến lúc đó ngươi sẽ khóc lóc cầu xin bản vương. Ngô Bình, bớt nói nhảm, tôi hỏi ông, tại sao một thần vương như ông lại tới Côn Luân? Thanh Đồng Thần Vương, cung điện Thanh Đồng là nơi chế tạo thần khí, muốn gia tăng uy lực thần khí cần hấp thu hồn phách. Chất lượng hồn phách của sinh linh thiên hạ và nhân tộc các ngươi không tệ, nên ta đến đây. Ngô Bình nheo mắt lại, thì ra cứ 300 năm ông lại tới đây một lần là vì muốn hút hồn phách nhân loại. Như vậy, một lần ông đã giết chết bao nhiêu người? Thanh Đồng Thần Vương, cũng không nhiều, chỉ 1 tỷ. Ngô Bình tức giận nói, tội ác tày trời. Hôm nay, tôi phải giết ông. Thanh Đồng Thần Vương cười lạnh, giết ta. Ta có thần lực Thanh Đồng, có thể chống lại đại kiếp kỷ nguyên. Thần lực Thanh Đồng là một trong 12 cổ thần lực, có nó, không ai có thể giết được ta. Ngô Bình, thật sao? Đó là ông đánh giá quá cao chính mình, hôm nay tôi sẽ khiến ông chết rõ ràng. Thanh Đồng Thần Vương thản nhiên nói, nhân loại hèn mọn, ta thấy tư chất của ngươi không tệ. Nếu ngươi chịu làm nô bộc của ta, ta có thể ban cho ngươi thần lực Thanh Đồng, thế nào? Ngô Bình, giết ông, tôi cũng đoạt được thần lực Thanh Đồng. Thân thể loại thần vương như ông chắc chắn sẽ đúc được vương tọa, đúng không? Thanh Đồng Thần Vương cười quái dị, nhóc con, ngươi cứ tiếp tục phách lối,
nhưng cuối cùng sẽ chết thê thảm. Ngô Bình không nói nhảm với ông ta nữa, tiếp tục hội tụ 10 loại lực đại đạo. Nửa ngày trôi qua, rốt cuộc Thanh Đồng Thần Vương cũng cảm giác được điều không ổn, bởi vì một sức mạnh kinh khủng có thể uy hiếp tính mạng của ông ta đang dần hội tụ. Ngươi đang làm gì? Ông ta lớn tiếng hỏi. Ngô Bình, tôi làm gì cũng cần nói cho ông biết sao? Chờ chết đi, rác rưởi. Thanh Đồng Thần Vương điên cuồng giống lớn, thần lực Thanh Đồng, phá. Lấy cung điện Thanh Đồng làm trung tâm, một năng lượng cuồng bạo tuôn ra, vạn vạn sao trời nháy mắt vỡ vụn, ván cờ thiên địa bị nới lỏng. Thanh Đồng Thần Vương hưng phấn, thân thể to lớn lao thẳng ra ngoài, hình tượng của ông ta rất cổ quái, mắt lồi tai vuông, giống như một pho tượng đồng. Thanh Đồng này cao trên vạn mét, thân được bao phủ bởi lớp rỉ xanh. Vung tay lên, hàng vạn sao trời lại nổ tung. Nhóc con, xem ngươi trụ được bao lâu, ông ta cười nói. Ngô Bình có chút nóng nảy. Xem ra, Thanh Đồng Thần Vương sẽ xông ra khỏi ván cờ trước khi sát cuộc thập phương hình thành. Anh cắn răng kích hoạt bùa thần đại tịch diệt. Bùa thần này là Thái Hoa Đạo Tôn tặng anh, sát phù cấp đạo tôn cất giữ trong nguyên thần, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Đại tịch diệt thuật. Một đạo sát quang sáng ngời xuất hiện, Thanh Đồng Thần Vương nhanh chóng trốn vào trong cung điện. Kết quả, sát quang rơi xuống cung điện Thanh Đồng tạo ra chấn động lớn khiến bên trên xuất hiện những vết nứt nhỏ. Thanh Đồng Thần Vương sửng sốt, đây là bùa giết được cả đạo tôn. Ngô Bình nói, cảm giác thế nào? Bùa thần của tôi có thể dùng 100 lần, xem ông có thể kiên trì được bao lâu. Thanh Đồng Thần Vương run rẩy, một kích này đã phá hư cung điện Thanh Đồng. Sợ là không đến 10 kích cung điện sẽ nát bấy. Đến lúc đó, ông ta chắc chắn sẽ bị tấm bùa này giết chết. Thanh Đồng Thần Vương không dám đánh nổ sao trời nữa, sợ kích thích Ngô Bình, lớn tiếng nói, bằng hữu. Ta cảm thấy giữa ta với ngươi không có thâm thù đại hận gì, đúng không? Ngô Bình tức giận nói, cái rắm, ông sát hại nhiều người vô tội như vậy, thân là nhân hoàng, sao tôi có thể tha cho ông? Thanh Đồng Thần Vương cả kinh, ngươi lại là nhân hoàng. Ngô Bình, chịu chết đi. Sau đó, đại tịch diệt lần nữa giáng xuống, anh muốn diễn cho ra dáng, khiến Thanh Đồng Thần Vương cảm thấy anh thật sự có thể thi triển thuật đại tịch diệt 100 lần. Cung điện Thanh Đồng nhận đòn, lập tức xuất hiện càng nhiều vết nứt trước đó cũng sâu hơn. Thanh Đồng Thần Vương kinh hãi nói lớn, cậu bạn, thật ra ta đi tới Côn Luân là có mục đích khác, không phải chỉ vì thu thập hồn phách. Ngô Bình cố ý dừng tay giữa không trung, mục đích gì? Thanh Đồng Thần Vương, chắc hẳn ngươi biết lai lịch của đại lục Côn Luân. Ngô Bình, có dám thì thả, đừng kéo dài thời gian của ông đây, tôi phải giết ông ngay lập tức. Khóe miệng Thanh Đồng Thần Vương giật giật, áp chế trong lòng lửa giận nói, kỷ nguyên trước, ngoại trừ tiên tộc, còn có một chủng tộc cường đại không kém, đó là Vu tộc. Trong đó, truyền thừa của Vu tộc rải rác khắp đại lục Côn Luân. Vậy nên cứ 300 ta lại tới đây một lần. Mục đích là muốn tìm kiếm chí bảo Vu đạo, Thiên Vu Điện. Ngô Bình không khỏi nghĩ tới Thiên Vu Kinh, Thiên Vu Điện nằm ở đại lục Côn Luân. Thanh Đồng Thần Vương đáp, chắc chắn. Ngô Bình, Thiên Vu Điện có khả năng gì? Thanh Đồng Thần Vương, nó là chí bảo truyền thừa do Vu tộc để lại, người có tư chất tốt tiến vào thì có thể trở thành Thiên Vu Chí Tôn, khôi phục vinh quang của Vu tộc. Ngô Bình, ông tìm được manh mới rồi sao? Thanh Đồng Thần Vương, tạm thời vẫn chưa. Ngô Bình, một thần vương như ông lạm sát người vô tội, ông cảm thấy tôi có thể tha cho ông không? Thanh Đồng Thần Vương, kẻ mạnh như chúng ta chỉ coi kẻ yếu là con kiến hôi, ta không nghĩ cách làm của mình sai. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, từ xưa đã vậy. Nhân tộc mấy người chẳng phải cũng sống thế sao? Kẻ yếu là nô lệ, kẻ mạnh làm hoàng đế có thể tùy ý giết nô lệ. Ngô Bình cười lạnh, đó là chuyện của nhân tộc, một người ngoài như ông không có tư cách bàn luận vớ vẩn. Thanh Đồng Thần Vương, ta bằng lòng nhận sai, cậu bạn đây có thể tha cho ta một mạng không? Ngô Bình thấy sát cuộc thập phương còn chưa thành hình nên nói, thả ông thì không phải là không được, nhưng ông rơi vào tay tôi có thể diệt ông, giờ dễ dàng thả ông đi như thế thì sao được? Thanh Đồng Thần Vương im lặng một lát mới hỏi, các hạ muốn gì? Ngô Bình, cung điện Thanh Đồng này được đấy, tôi khá thích. Thanh Đồng Thần Vương giận dữ nói, không được,
Cung diện thanh đồng này do ta dùng sức mạnh thanh đồng tốn cả 10.000 năm để tạo ra, là bảo vật tồn vong với ta, không thể cho ngươi. Ngô Bình cười lạnh, muốn chết hay giao cung điện, ông chọn đi. Thanh đồng thần vương hít sâu một hơi, ta có thể dùng một món bảo vật giá trị liên thành ở cung điện thanh đồng để trao đổi. Ngô Bình, là thứ gì? Thanh đồng thần vương, tượng chiến đấu ma thần. Nói xong ông ta giao ra 5 bức tượng lớn bằng nắm đấm con người, vẻ ngoài khác nhau, mỗi tượng đất này đều tỏa ra khí thế kinh người. Ngô Bình nhận lấy hỏi, tượng chiến đấu này có lai lịch gì? Thanh đồng thần vương, chúng tới từ một kỷ nguyên cổ xưa, ta cũng không rõ nhưng thực lực của chúng rất mạnh, với thực lực hiện tại của ta thì không thể điều khiển được. Bằng không ta cũng sẽ không để mình bị nhốt ở đây. Ngô Bình giật mình, với thực lực của ông mà còn chưa điều khiển được sao? Thanh đồng thần vương, trừ phi ta thành thần hoàng. Ngô Bình cất đám tượng đi, còn gì khác không? Sắc mặt thanh đồng thần vương khó coi, người hơi tham quá đấy. Ngô Bình, tham ư, ông phải hiểu là ta có thể giết ông rồi lấy đi toàn bộ đồ vật của ông. Thanh đồng thần vương, giết ta dễ vậy sao, cùng lắm ta dùng hết tu vi để phản kháng thôi. Ta không dám nói có thể đánh bại ngươi nhưng chạy trốn là chuyện không thành vấn đề. Ngô Bình nghe thanh đồng thần vương nói nhăng nói cuội, thời gian nhanh chóng trôi qua, sát cuộc thập phương cuối cùng cũng hoàn thành, anh lập tức có khí thế hẳn, thanh đồng thần vương, tôi cho ông cơ hội cuối cùng, giao thêm bảo bối ra đây. Thanh đồng thần vương tức giận, người ức hiếp người quá đáng, nằm mơ đi thôi. Ngô Bình thở dài, do ông không biết quý trọng cơ hội đấy, đừng trách tôi ra tay độc ác. Anh vừa dứt lời, âm thanh cực lớn vang lên, sát cuộc thập phương vận hành. Sức mạnh của 10 loại đại đạo hòa vào nhau, hiện trường lập tức yên tĩnh. Cung điện thanh đồng giống như bị đóng băng, thanh đồng thần vương ở bên trong cũng không thể nhúc nhích. Sát cuộc thập phương có thể kiểm soát thời không, hiện tại tư duy của thanh đồng thần vương đã đình trệ, hoàn toàn không phát giác ra chuyện xảy đến bên ngoài. Ngô Bình cười, anh bay tới trong cung điện, tự tay gỡ nhẫn thần của thanh đồng thần vương, cởi luôn ủng chiến, đai lưng thanh đồng, cắt ra áo giáp thanh đồng. Sau khi vơ vét sạch sẽ, anh ném cung điện thanh đồng vào trong động thiên, sau đó vỗ tay một tiếng. Bùm! Một luồng sáng trắng hiện lên, thanh đồng thần vương hét thảm, ông ta cảm giác được cơ thể đang bị phân rã, ngươi dám giết bản thần vương. Thanh đồng thần vương sẽ không tha cho ngươi. Lời còn chưa dứt, thanh đồng thần vương biến thành từng hạt bụi nhỏ bé rồi hoàn toàn tử vong. Ngô Bình cảm thấy có chút đáng tiếc, thực lực thanh đồng thần vương quá mạnh. Bằng không mình có thể dùng ông ta luyện chế đan dược rồi. Anh lắc đầu, thu sát cuộc rồi lấy ra cung điện thanh đồng, miệng lẩm bẩm cung điện thanh đồng này dùng thế nào nhỉ? Đúng lúc này, ở vị trí mà thanh đồng thần vương tử vong, một loại năng lượng hội tụ, là thần lực thanh đồng. Thần lực này không bao giờ mất đi, sát cuộc có thể giết thanh đồng thần vương nhưng không diệt được thần lực. Ngô Bình có ý tưởng, thử hấp thu thần lực. Điều làm anh bất ngờ là thần lực thanh đồng này lại nhẹ nhàng tiến vào cơ thể, trở thành một phần sức mạnh của anh. Khi tất cả thần lực đều đã được hấp thu, thần hải anh biến thành một ngai vàng, đó là ngai vàng thần lực thanh đồng. Dựa vào ngai vàng này, Ngô Bình bắt đầu luyện hóa cung điện thanh đồng, trong quá trình đó, mọi thứ đều thuận lợi, cung điện nhanh chóng thu nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, nằm lọt thỏm trong bàn tay anh. Anh chỉ nghĩ thôi. Cung điện đã biến thành một cái ấn đại ấn thanh đồng, lúc này, anh lại khắc 10 loại đạo lực lên trên, từ đại ấn thanh đồng biến thành sát ấn thanh đồng thập phương. Sau khi kiểm tra nhẫn thần của thanh đồng thần vương, anh phát hiện đối phương cất giữ không ít của cải, xếp thành núi luôn. Anh lười soát nên ném vào động thiên rồi quay về đại lục Côn Luân. Vừa tới Linh Xuyên, anh thấy Đường Tử Di đang chờ mình, biết anh bình an, cô ấy thở phào, Huyền Bình, thanh đồng thần vương đâu? Ngô Bình nói, giết rồi. Đường Tử Di cười, thanh đồng thần vương này là cường giả đạo tổ, thế mà vẫn không đánh lại anh. Ngô Bình, suýt chút nữa anh đã không đánh lại ông ta. Đường Tử Di, sau này anh đừng manh động thế nữa, anh làm bố rồi, nếu xảy ra chuyện gì, bọn em sống sao? Ngô Bình cười, yên tâm, không chắc chắn thì anh không ra tay. Về đến nhà, cùng kỳ nhảy ra, chủ nhân. Có thể thả Trúc Long ra không? Trúc Long là thú thủ hộ đứng thứ 3, hơn nữa là thú bảo vệ cấp 10, thực lực đạo quân.
Ngô Bình, mày và nó là bạn à? Cùng Kỳ, vâng, thực lực hiện giờ của chủ nhân đủ để thả Trúc Long rồi. Ngô Bình nghĩ rồi đáp, được thôi. Anh gọi Chu Chu tới giúp, rồi lấy một khối tinh thạch khổng lồ ra, đánh vỡ nó, trong tinh thạch này chính là Trúc Long. Trúc Long còn gọi là Trúc Âm, mặt người thân như rồng như rắn, toàn thân đỏ rực, hai mặt trợn trừng. Nhưng khi Ngô Bình thật sự nhìn thấy nó, anh cảm thấy thực tế và truyền thuyết khác nhau hơi nhiều. Con Trúc Long xuất hiện, Chu Chu trừ khử ma khí giúp nó lập tức khôi phục ý thức. Trúc Long cao 10 mét, nó nhìn quanh rồi phát hiện Cùng Kỳ. Cùng Kỳ bé nhỏ, đây là chỗ nào? Cùng Kỳ, Trúc Long, người này là chủ nhân của chúng ta, tới chào đi, chủ nhân cứu ngươi ra đó. Trúc Long trợn mắt, chủ nhân, hừ, Trúc Long ta sao có thể làm nô lệ cho người ta, nói xong nó quét đuôi rồng định bay lên không. Ngô Bình đè lại, tao cứu mày, mày cũng nên nói tiếng cảm ơn chứ hả? Cảm nhận được sức mạnh to lớn của Ngô Bình, Trúc Long gầm thét, thân rồng lăn một vòng, hất Ngô Bình đi, sau đó đuôi to quất tới. Hai bên đánh nhau, thực lực Ngô Bình mạnh hơn một chút, nên chưa tới 10 chiêu, Trúc Long đã bị đè xuống đất, dần cho nhừ tử. Ăn hơn 10 cú đấm, Trúc Long bắt đầu xin tha, chủ nhân tha mạng, tôi nhận thua. Ngô Bình cười lạnh, tao còn tưởng mày cao ngạo lắm chứ. Cùng Kỳ, chủ nhân, ngài đừng thấy nó ngạo mạn mà lầm, cứ đánh thêm vào cú là nó ngoan ngay. Trúc Long tức giận, Cùng Kỳ, sao ngươi dám vạch mặt bạn bè thế hả? Ngô Bình đánh giá Cùng Kỳ, bây giờ mày là thu bảo vệ cấp 10 à? Cùng Kỳ, trước đó là cấp 12, sau này bị thương mới tụt xuống 10. Ngô Bình, giờ mày và Trúc Long quá yếu, có cách nào tăng thực lực cho bọn mày không? Cùng Kỳ, chủ nhân, cho chúng ta ăn nhiều thịt thú là được, tu vi sẽ nhanh chóng tăng thôi. Ngô Bình mở ra mạng tiên, mua sắm các loại thịt thú cho thú bảo vệ. Bây giờ Hắc Kỳ Lân là thú cưỡi của Chu Chu, nó rất hiên tĩnh, chẳng mang tới Cùng Kỳ, tuy tiềm lực Cùng Kỳ mạnh hơn nó. Kế tiếp, Ngô Bình vừa chăm sóc Nguyệt Vũ vừa tu luyện. Qua một tháng, Nguyệt Vũ sắp sinh, mỗi ngày được ăn thịt nên Cùng Kỳ và Trúc Long đã trở thành thú bảo vệ cấp 11, ngay cả Liêu cũng đã lên cấp 7. Một ngày kia, Nguyệt Vũ trở dạ, sinh một cậu con trai tên Lý Tinh Kiếm, biệt danh Thủy Sinh. Thủy Sinh khá là đáng yêu. Lúc mới sinh ra, cả phòng tràn ngập hương thơm, dù gì bố của bé cũng là nhân hoàng, mẹ là nữ nhân vương, định sẵn cậu nhỏ này là người phi phàm rồi. Lý Tinh Kiếm vừa được sinh ra, Ngô Bình đã kêu Trúc Long tới, Trúc Long, sau này phải bảo vệ cậu chủ cho tốt. Trúc Long cười nói, đã biết. Lý Niệm Tổ và Trương Lệ đã đến, họ ôm cháu trai, vui tới mức mồm không ngậm lại được, Lý Vân Đầu cũng tới ôm chặt, vui mừng vô cùng. Lúc này, Ngô Bình chợt cảm thấy ngai vàng thanh đồng chấn động, nó biến thành tia sáng màu đồng xanh, tiến vào cơ thể Lý Tinh Kiếm. Sau lưng nhóc con hiện lên một ngai vàng thanh đồng, đồng thời thần lực thanh đồng cũng dễ dàng hòa vào cơ thể nhỏ bé kia. Ngô Bình cảm thấy vô cùng khó tin, con của chúng ta có thể dung hòa thần lực thanh đồng, chuyện gì đây? Nguyệt Vũ, Lý Lang, anh quên rồi sao? Tổ tiên của em là một thần tộc, huyết mạch còn truyền thừa. Tới đời Thủy Sinh, huyết mạch đột ngột trở nên dày đặc hơn. Ngô Bình, nói vậy, tổ tiên các em là tu sĩ của thần lực thanh đồng à? Nguyệt Vũ, em không rõ, chắc là thế. Ngô Bình nói, đúng là kỳ quái, rõ ràng Thủy Sinh là nhân tộc, thể chất lại giống thần tộc, có cả ưu điểm của người và thần. Nói xong, anh lấy ra sát ấn thanh đồng thập phương, sát ấn lơ lửng trên không, biến thành một cái khóa trường mệnh đồng xanh, đeo trên cổ Thủy Sinh. Ở nhà chăm sóc con trai vài ngày, đợi ổn định, Ngô Bình lại lên đường. Trạm đầu tiên của anh là ẩn tộc, chỗ đó có một quan tài đồng xanh, bên trong cất giấu động thiên, nằm bên trong đó, là một xác ướp cổ có dán bùa chú quanh người. Lần nữa vào ẩn thôn, võ tiên tôn Minh U lập tức tiến ra nghênh đón, thấy là Ngô Bình, người này cảm thán, không ngờ chưa tới 2 năm mà cậu đã có tu vi như vậy. Ngô Bình, cũng tạm thôi, giống ông vậy là tiên tôn đoạt thiên. Minh U, không, thực lực cậu mạnh hơn tôi gấp trăm lần, cậu không phải tiên tôn đoạt thiên bình thường. Ngô Bình, không nói nhảm với ông nữa, tôi tới vì quan tài đồng xanh kia. Minh U sợ hãi, không được,
còn một năm nữa là sứ mệnh của chúng tôi hoàn thành rồi. Ngô Bình, ông yên tâm, tôi có thể đối phó xác ướp kia. Minh U im lặng một hồi, vậy được, nếu xảy ra vấn đề, tôi sẽ nhốt cậu trong quan tài luôn. Ngô Bình, được. Hai người tới trước căn phòng, Ngô Bình lại thấy quan tài đồng xanh, tay anh sờ vài cái, một tia sáng tím bay ra khỏi quan tài, tạo thành một cánh cửa. Ngô Bình bước qua cửa, thân thể rơi xuống, xuất hiện tại một động thiên. Động thiên khá lớn, bên trong có tòa đại điện, trong đại điện có một quan tài cổ bằng đồng xanh. Mặt ngoài quan tài khắc đầy bùa chú, toàn bộ đều là để phong ấn và trấn áp. Ngô Bình vung tay, bùa chú bên ngoài rớt hết, nắp quan tài bay lên, lộ ra xác ướp cổ xưa. Xác ướp không mặc quần áo, là một cô gái, vẻ ngoài xinh đẹp, da trắng như tuyết, trông sinh động như là đang còn sống, không giống một cơ thể. Trên người cô ta có dán vô số bùa chú cấp đạo quân, còn có thể hai món pháp khí cấp đạo tổ trấn giữ hai bên. Ngô Bình gỡ từng tấm bùa, cầm đi pháp khí, là một cái trương đồng và một cái gương đồng xanh. Đồ lấy ra hết, thi thể bỗng mở mắt, thi khí phun ra. Bàn tay tuyết trắng túm lấy Ngô Bình, kéo tới, cô ta cắn mạnh về phía cổ anh. Nhưng dù thế nào cô ta cũng không cắn được, vì tay Ngô Bình đang nắm cằm cô ta, cô đói lắm à. Xác ướp nữ gầm nhẹ, Ngô Bình đấm lên mặt cô ta, xác ướp bị đánh bay mấy trăm mét, nện mạnh lên nền đất. Cô ta vừa định đứng dậy, Ngô Bình giáng từ trên trời sống, đánh về phía cô ta. Xác ướp nữ bị đánh tới choáng váng, mũi lệch đi, răng bị gãy, mặt lõm cả xuống. Dừng tay. Cuối cùng xác ướp cũng mở miệng. Ngô Bình, cuối cùng cô cũng chịu nói. Cô gái tức giận, anh là ai? Ngô Bình, lời này thì tôi phải hỏi cô là ai, sao lại biến thành thi yêu? Vạn vật đều có thể thành yêu. Thi thể người cũng thế, hơn nữa, một khi thi thể thành yêu, thực lực mạnh hơn yêu bình thường nhiều. Xác ướp nữ, tôi không nhớ. Ngô Bình, chủ tướng Địch Thanh Thiên phong ấn cô ở đây là sợ cô gây họa thế gian. Khi ấy, ông ta không thể giết chết cô, nhưng cô xui quá, tôi có thể diệt cô. Xác ướp nữ tức giận nhìn Ngô Bình, nếu được, cô ta ăn tươi nuốt sống anh rồi. Ngô Bình, tôi có cách tinh lọc thi khí và yêu khí của cô. Để cô làm người lần nữa, cô bằng lòng không? Xác ướp nữ, làm người lần nữa. Ngô Bình, phải, theo tôi quan sát, cô không phải thi yêu thuần túy. Cô hóa yêu, người không ai không chết nhưng cô càng giống tà ám nửa tà nửa yêu. Xác ướp nữ, tại sao tôi phải nghe lời anh? Ngô Bình, không nghe cũng không sao, tôi lập tức đánh chết cô. Xác ướp im lặng, trí tuệ cô ta cực cao, tất nhiên không muốn chết. Nhưng người trước mặt quá mạnh, cô ta đánh không lại, suy tính vài giây mới đáp, được, ta bằng lòng làm người lần nữa. Ngô Bình ném cô ta vào động thiên của mình rồi rời khỏi đó. Anh vừa ra tới, Minh U vội tới, sao? Ngô Bình, tôi giúp ông xử lý thứ kia rồi, giao ước nghìn năm, ông không cần tuân thủ nữa. Ngô Bình thở phào, cảm ơn, tôi còn đang lo giao hẹn tới thì không ai trấn áp được thứ kia. Ngô Bình, hiện tại thế đạo thay đổi, ông có tính toán gì không, có hứng đi theo tôi không? Minh U nhìn anh, cậu có thể giúp tôi thăng cấp không? Ngô Bình, không thành vấn đề, theo tôi đảm bảo tu vi ông hơn xa hiện tại. Minh U quỳ trên đất, từ nay về sau, mạng của Minh U thuộc về công tử. Ngô Bình, tốt, ông chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa dẫn người trong tộc tới Linh Xuyên tìm tôi. Minh U, vâng. Dặn dò vài câu rồi Ngô Bình quay về để Chu Chu tinh lạc xác ướp, anh muốn nhìn một chút xem cô gái này rốt cuộc có vẻ ngoài thế nào. Nhìn thấy nữ thi, Chu Chu vung tay, một luồng sáng liền bao trùm lấy đối phương. Trong luồng ánh sáng, quanh người nữ thi tỏa khói đen, nữ thi cũng kêu gào thảm thiết. Khoảng 3 giờ sau, nữ thi không còn bốc khói đen nữa, đã ngã xuống bất tỉnh. Chu Chu thu ánh sáng lại rồi đi tìm Đỉnh Nhi và Khả Nhi. Ngô Bình đi đến bên cạnh nữ thi để quan sát, anh nhận thấy đối phương không còn là nữ thi nữa, yêu khí và thi khí trên người đều biến mất, trở thành người sống. Nhờ có sự tôi luyện của yêu khí và thi khí, thể chất của cô gái này cực kỳ mạnh, ít nhất phải đạt đến trình độ thái cổ chân nhân đời thứ 3. Anh vỗ nhẹ lên người cô gái, đối phương dần tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp mở bừng ra,
sau đó từ từ ngồi dậy. Cô gái sở hữu dung mạo đẹp tuyệt trần, đôi mắt linh động, nhưng ý thức lại trống rỗng. Nhìn Ngô Bình, cô gái ấy hỏi, anh là ai? Ngô Bình hỏi ngược, cô biết cô là ai không? Gương mặt thanh tú của cô gái vô cùng hoang mang, tôi không nhớ được gì cả. Ngô Bình bảo, không nhớ cũng tốt, cô là Ngô Chân Chân, người hầu bên cạnh tôi, sau này hãy gọi tôi là cậu chủ. Cô gái ấy lặp lại, tôi tên Ngô Chân Chân, anh là cậu chủ. Ngô Bình đáp, đúng vậy. Ngô Chân Chân hỏi, thế cậu chủ tên là gì ạ? Ngô Bình nói, Lý Huyền Bình. Ngô Chân Chân khẽ gật đầu, cậu chủ Huyền Bình. Ngô Bình gọi Chu Thanh Nhiên vào, Thanh Nhiên, em dạy cho cô ấy về quy tắc nhé, tiện thể hiểu thêm về thế giới này. Chu Thanh Nhiên đáp lời, vâng, Huyền Bình à, cô gái này có lai lịch thế nào vậy? Ngô Bình nói, người mệnh khổ, trước đây là yêu, vừa biến thành người. Chu Thanh Nhiên kéo tay Ngô Chân Chân, Chân Chân, tôi là Chu Thanh Nhiên, cô đi theo tôi nhé. Sau khi sắp xếp cho Ngô Chân Chân, Ngô Bình ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, hôm sau đưa Chu Chu đến Thánh Khư. Anh từng đến Thánh Khư và biết nơi này có Thập Thánh Điện. Thập Thánh Điện có tượng của 10 vị thánh, cùng trấn áp một con quái vật hình người. Con quái vật đó không sợ đau thương, không sợ bùa chú, không sợ thần thông pháp thuật, không sợ trận pháp đạo thuật, có năng lực cực mạnh. Chẳng bao lâu sau, anh đã đến trước Thập Thánh Điện. Cửa điện đóng chặt, trước cửa có hai pho tượng kiếm sĩ tay cầm trường kiếm, bắt chéo chặn ở lối vào, như để cảnh báo mọi người không được vào đại điện. Ngô Bình dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, phát hiện một sinh vật hình người đang cuộn mình trên một bệ ngọc hình bát giác ở giữa đại điện. Xung quanh nó là 10 bức tượng tỏa ra thánh uy. Thánh uy áp chế sinh linh này, khiến nó vô cùng cáu bẩn và khó chịu. Trên cổ và tứ chi của sinh linh đều buộc xích màu bạc. Có 3.000 sợi dây vàng xuyên qua cơ thể nó, sợi nào cũng trói vào xương hoặc nội tạng, mỗi lần cử động sẽ đau đớn cực kỳ. Không ngờ là 10 đại thánh, Ngô Bình kinh ngạc, sinh linh này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Anh nghiến răng, bảo Chu Chu chờ ở ngoài cửa, sau đó đẩy mạnh cửa vào. Vào giây phút cửa mở ra, một lớp thánh quang chặn trước người anh. Ngô Bình chạm tay vào thánh quang không có thay đổi gì, thế là cả người anh đều bước vào trong. Trên bệ ngọc bát giác, sinh linh kia vốn đang nhắm mắt, lúc này bỗng chậm chậm mở ra, đôi mặt tím đen sắc lạnh nhìn chòng chọc vào Ngô Bình như thể quan sát con mồi. Ngô Bình hít một hơi sâu rồi sải bước về phía sinh linh hình người ấy. Khi đến gần, anh thấy sinh linh khá giống con người, ngoại trừ việc toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu đen sẫm có ma văn. Móng tay của nó rất bén nhọn, tóc màu đỏ như máu, rất ngắn, sắc như kim thép. Quái vật đột nhiên động đậy. Phía sau nó có một cái đuôi dài hơn 1 mét, vừa quẫy một cái đã phóng sát quang về phía Ngô Bình. Ngô Bình không nhúc nhích. Sát quang đánh vào cơ thể chỉ khiến anh cảm thấy hơi đau chứ không bị thương. Trước kia, những người bước vào Thập Thánh Điện đều bị nó giết theo cách này. Nhìn thấy Ngô Bình không sao, quái vật liền gầm gừ một tiếng. Ngô Bình cất lời, người bị trói toàn thân, chỉ có đuôi là cử động được. Có lẽ sẽ không khó để thu phục ngươi. Quái vật phát ra tiếng người, danh con ngông cuồng, lại gần thêm chút nữa đi, ta sẽ đánh vỡ đầu ngươi. Ngô Bình cười khẩy, ta mà sợ ngươi sao? Dứt lời, anh vòng đến chỗ mà đuôi quái vật có thể với tới. Đuôi của quái vật dài 1,5 mét, ở phần chóp có gai độc. Lúc này, nó quẫy đuôi một cái, tiếng rít chói tai vang lên, nhắm thẳng vào cổ Ngô Bình. Soạt! Ngô Bình chẳng buồn ngẩng đầu, chộp lấy chóp đuôi của nó rồi bẻ thật mạnh. Rắc! Xương đuôi của quái vật bị anh dùng lực bẻ gãy. Quái vật gào thét thảm thương. Muốn thu đuôi về nhưng lại Ngô Bình kéo chặt, không động đậy nổi. Ngô Bình nói, 10 vị đại thánh trấn áp cộng với việc bị xích toàn thân, ngươi còn chẳng sử dụng được 1/10 sức mạnh của mình, thế mà vẫn dám kiêu ngạo trước mặt ta. Ai cho ngươi dũng khí ấy vậy? Dứt lời, anh nhảy lên người quái vật, cưỡi lấy nó, nắm đấm giáng xuống như mưa. Ầm ầm ầm. Sau khi đánh quái vật một trận, Ngô Bình gọi Chu Chu vào, Chu Chu, thanh tẩy nó. Quái vật điên cuồng giãy giụa, nhưng đúng như lời Ngô Bình, nó có năng lực rất mạnh, nhưng lại bị thánh uy áp chế, có sức mà không dùng được, chỉ biết dương mắt để Ngô Bình bắt nạt mình mà thôi. Bàn tay bé nhỏ của Chu Chu áp lên trán quái vật,
một luồng sức mạnh thần thánh rót vào cơ thể nó. Con quái vật lập tức kêu gào, miệng phun ra khói đen như mực, kéo dài hơn 2 giờ mới kết thúc. Cuối cùng, quái vật không phun khói đen nữa, nằm bất động trên bệ ngọc bát giác như thể đã chết rồi. Lúc này, Ngô Bình cảm nhận được thánh uy của 10 bức tượng đã biến mất. Sợi dây vàng và xiềng xích trên người quái vật cũng tự động đứt ra. Anh không cảm nhận được ma khí yêu khí trong cơ thể quái vật, chúng cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Cùng lúc ấy, dáng hình của quái vật cũng thay đổi. Vảy trên người biến mất, đôi mắt trở lại như bình thường, màu tóc cũng đổi khác. Không lâu sau, quái vật biến thành hình dáng một chàng trai loài người. Chàng trai này trông chỉ độ đôi mươi, vô cùng khỏe mạnh tuấn tú. Được châm vài mũi kim, chàng trai ấy đột nhiên tỉnh dậy, vừa nhìn Ngô Bình vừa hỏi, cậu đã giải thoát giúp tôi sao? Lòng Ngô Bình thoáng động, tôi đã hóa giải ma khí của cơ thể anh. Anh là ai? Vì sao lại bị 10 vị đại thánh hợp sức chấn áp? Chàng trai lặng im một hồi mới đáp, tôi là con rể của Viêm Đế, tên Xích Tùng Tử, vì theo đuổi ý nghĩa tiên đạo nên tẩu hỏa nhập ma, bị 10 đại thánh chấn áp ở đây để tiêu trừ ma niệm. Hôm nay nếu không nhờ cậu ra tay cứu giúp, e rằng tôi sẽ không bao giờ giải thoát được. Ngô Bình hơi kinh ngạc, anh thường nhìn thấy cái tên Xích Tùng Tử trong sách cổ, không ngờ người này còn là con rể của Viêm Đế. Anh cất lời, thưa tiền bối, tôi là Lý Huyền Bình, cũng là tu sĩ tiên đạo. Xích Tùng Tử gật đầu, tôi cảm nhận được lực sinh mệnh lớn mạnh của cậu. Lặng im vài giây, Xích Tùng Tử nói, tôi sắp đột phá rồi. Ân tình của cậu, sau này tôi sẽ báo đáp. Ngô Bình vội hỏi, xin hỏi tiền bối Xích Tùng Tử đang có tu vi gì? Xích Tùng Tử đáp, tu hành của tôi là sự kết hợp của nhân đạo và tiên đạo, chắc hẳn khác với cậu. Ngô Bình nói, tôi cảm thấy năng lực của tiền bối ít nhất phải là cấp một đạo tôn. Xích Tùng Tử trả lời, thế hệ chúng tôi khi tu hành chỉ mong cầu thực lực vững mạnh, không quan trọng chuyện cảnh giới cao thấp. Nói đến đây, Xích Tùng Tử bèn chỉ vào giữa lông mày Ngô Bình, truyền thụ một ít kinh nghiệm tu luyện cho anh. Nhận được nhiều lợi ích, Ngô Bình mừng rỡ khôn xiết, vội vàng cúi người trước Xích Tùng Tử cảm ơn tiền bối. Xích Tùng Tử khẽ gật đầu, cậu trai trẻ. Sau này chúng ta có duyên gặp lại. Dứt lời, Xích Tùng Tử biến mất ngay tại chỗ. Ngô Bình lẩm bẩm, thủ pháp tu luyện của Xích Tùng Tử thật huyền diệu, chẳng trách năng lực lại vượt xa mình như thế. Lúc này, Ngô Bình ngồi trên bệ bát giác, khí tức của 10 vị thánh lại xuất hiện, tựa như gió xuân vậy, giúp anh thoải mái vô cùng. Được Xích Tùng Tử truyền thụ kinh nghiệm tu hành, có được truyền thừa tiên đạo và đại đạo của những kẻ mạnh kỷ nguyên đã vô tình giúp Ngô Bình đặt nửa chân vào cảnh giới của thánh nhân. Anh ngồi khoanh chân, tiến vào thiền định, bắt đầu lĩnh ngộ đạo của mình. Sau 3 ngày lĩnh ngộ, Ngô Bình mở mắt ra, khí tức đã khác hẳn lúc trước. Bây giờ anh đã đạt đến cảnh giới của bán thánh, nảy sinh hạt giống đại đạo. Khi thời cơ thích hợp, hạt giống đại đạo sẽ bén rễ nảy mầm, phát triển thành cây cao chót vót. Rồi anh đứng dậy, cúi lạy 10 pho tượng đại thánh, rời khỏi thập thánh điện. Chu Chu đang chơi ở gần đó. Thấy Ngô Bình bước ra, cô bé cười nói, anh ơi, em đói lắm rồi, bây giờ về chưa ạ? Ngô Bình cười bảo, được, về nhà, anh sẽ nấu món ngon cho em. Cả hai về đến nhà, anh đích thân xuống bếp, làm một bàn thức ăn ngon cho Chu Chu. Ngô Bình ở nhà chăm trẻ, hóa thân Trương Quân thì đang mở thế giới linh đài. Dưới sự chỉ điểm của trùng tiên số 7, pháp thân của anh đã lao vào một thế giới duy độ cao nào đó, đi vào trong thái sơ. Bản tôn trở thành bán thánh, tiến đến cảnh giới đoạt thiên, Trương Quân cuối cùng cũng có đủ điều kiện để mở linh đài ở Thái Sơn. Một tiếng động lớn vang lên tựa như khai thiên lập địa, một thế giới linh đài khổng lồ đã sinh ra. Thế giới linh đài này thật ra có nương nhờ vào hiện thực. Chỗ dựa của nó là động thiên khổng lồ của Trương Quân. Linh đài chính là hình chiếu của động thiên ở Thái Sơ. Sau khi mở linh đài, trong thế giới linh đài của Trương Quân đã xuất hiện vô số vòng xoáy năng lượng. Đủ loại năng lượng duy độ cao không ngừng rót vào đó, truyền thẳng đến động thiên rồi tiến vào cơ thể Trương Quân và tôi luyện thể xác anh ta. Cứ như thế, dưới sự chỉ dẫn của trùng tiên, Trương Quân đã thành công mở ra thế giới linh đài. Mở linh đài là một quá trình rất phức tạp, mọi thứ ở linh đài đều cần anh ta đích thân xây dựng. Vào giây phút Trương Quân mở linh đài, bản tôn cũng cảm nhận được, trong động thiên xuất hiện rất nhiều vòng xoáy năng lượng,
các loại sức mạnh từ linh đài truyền đến cũng đang tôi luyện cơ thể và dương thần của Ngô Bình. Sức mạnh linh đài tiến vào động thiên, Ngô Bình cảm giác năng lực đang tăng vọt. Có điều bây giờ anh đang cùng Đỉnh Nhi, Khả Nhi chơi đùa dưới nước, nên không đi tu luyện. Khi hai đứa trẻ vui chơi chán rồi, anh mới tìm Đường Tử Di và Thiên Chủ Thanh Tuyết, tôi đã mở ra thế giới linh đài trong Thái Sơ. Tôi hy vọng linh đài của hai người có thể nối liền với linh đài Thái Sơ của tôi, cùng xây dựng thành đại thế giới linh đài. Tiên giới được hình thành nhờ vô số linh đài của thiên tiên nối lại với nhau nên mới có quy mô như ngày nay. Thiên Chủ Thanh Tuyết cười nói, dĩ nhiên là tôi đồng ý. Nhưng linh đài của Tử Di đã mở rồi, quá trình sẽ hơi khó khăn. Ngô Bình cười bảo, Tử Di uống đan dược trở thành đại đạo quân, nên linh đài vẫn chưa chính thức mở ra. Chỉ cần được tôi hướng dẫn, cô ấy sẽ có thể chính thức mở ra linh đài ở Thái Sơ. Thiên Chủ Thanh Tuyết đáp, được, Tử Di sẽ đi trước, chờ tôi mở linh đài rồi sẽ đến mở ở Thái Sơ. Sau đó, Ngô Bình hướng dẫn Đường Tử Di mở linh đài ở Thái Sơ. Một mặt của linh đài Thái Sơ đột nhiên xuất hiện thêm một khoảng thời không, chính là thế giới linh đài của Đường Tử Di. Đường Tử Di có tu vi đại đạo quân, thế giới linh đài của cô ấy còn to hơn của Ngô Bình. Có điều linh đài của Ngô Bình là thế giới linh đài cốt lõi, còn cô ấy là bổ trợ, đảm nhận vị trí thứ yếu. Đường Tử Di cảm giác được vô số loại năng lượng thần kỳ đang rót vào trong linh đài của mình, bắt đầu tôi luyện cơ thể và thần hồn, giúp cô ấy có thu hoạch cực lớn. Lúc này, Đường Tử Di đã xuất hiện trong thế giới linh đài của Ngô Bình, cảm thấy môi trường nơi này cực kỳ thích hợp để tu luyện. Ở đây, cô ấy rất thoải mái, bèn bảo, Huyền Bình à, đây có lẽ chính là tính cần thiết của sự tồn tại thế giới linh đài. Ngô Bình đáp, đúng vậy, thiên tiên là một hình thái sinh mệnh khác, trong thế giới linh đài, thiên tiên sẽ sống tự tại hơn. Đường Tử Di hỏi, Huyền Bình này, đây là linh đài do hóa thân của anh mở ra, anh có cần mở lại hay không? Ngô Bình trả lời, tất nhiên là có, nhưng cũng chỉ là sự mở rộng dựa trên nền móng của thế giới linh đài này mà thôi. Sau khi mở linh đài, Đường Tử Di ở lại đây tu luyện. Ngô Bình lại đến thành Thương Đế để hoàn thành nhiệm vụ lớn thứ ba. Anh còn thiếu hai nhiệm vụ nếu muốn làm hoàng đế, ngoại trừ nhiệm vụ lớn thứ ba, còn có một nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ lớn thứ ba là tiến vào một không gian bí ẩn nào đó và giết một kẻ mạnh. Về việc kẻ mạnh này có lai lịch ra sao, Ngô Bình cũng không rõ. Trở lại phủ hoàng tử, Kỷ Nhược Phi và Linh Hy ra đón anh. Những ngày vừa qua, hai cô gái này đã cùng nhau cai quản. Huyền Bình, mấy ngày qua vừa xảy ra chút chuyện, Linh Hy nói với vẻ nghiêm túc. Ngô Bình rất điềm tĩnh, chuyện gì? Linh Hy đáp, trong bốn vương tộc lớn, có hai vương tộc đột nhiên nhờ cậy thế lực bán thần. Trong 10 quý tộc lớn cũng có 4 nhà đã nương nhờ bán thần. Ngô Bình cười khẩy, đám rác rưởi này, cuối cùng cũng lộ diện rồi. Linh Hy hỏi, Huyền Bình, chúng ta phải ứng phó thế nào đây? Ngô Bình đáp, Đại Lục Côn Luân chắc hẳn có một vị quan sát toàn cục, tôi sẽ tìm ra vị này. Linh Hy gật đầu, có lẽ có một vị thần tộc như vậy, năng lực nhất định rất mạnh, không dễ đối phó. Ngô Bình nói, đi hoàn thành nhiệm vụ lớn thứ ba trước đã, sau đó tôi sẽ đích thân xử lý chuyện này. Chẳng bao lâu sau, các vị hoàng lão đã đến. Dưới sự chứng kiến của họ, Ngô Bình đến trước một cánh cổng màu trắng bạc, cổng được xây ở lưng chừng một quả núi nhỏ. Ân Chính Minh cất lời, điện hạ, lưng chừng núi có một không gian bí ẩn, kẻ mạnh bên trong vô cùng nguy hiểm, xin ngài hãy cẩn thận. Ngô Bình đáp, không sao, đi đây. Ngay cả Xích Tùng Tử mà anh còn đánh được, còn dễ dàng chiến thắng thì yêu, có kẻ mạnh nào đáng sợ hơn bọn họ kia chứ? Tiến vào cổng, anh đột nhiên rơi xuống. Anh cảm thấy mình rơi cả chục nghìn mét rồi đột ngột lơ lửng giữa không trung, chậm rãi đáp xuống. Đây là một không gian tối tăm, ánh sáng vô cùng mờ mịt, xung quanh tràn ngập tà khí. Ngô Bình nheo mắt lại, nhìn thấy một cái bóng đen áp sát mặt đất, đang lao đến gần mình như tia chớp. Anh giẫm chân xuống đất, bỗng nghe thấy một tiếng rít gào, bóng đen nọ đột nhiên phồng to ra, biến thành một con rắn khổng lồ. Trong nháy mắt, nó đã quấn quanh người Ngô Bình rồi siết thật chặt. Ngô Bình lạnh lùng hừ mũi, dùng hai cánh tay hất con rắn ra, đồng thời đấm mạnh vào đầu nó. Rắn lại gào lên thảm thiết, nó tiếp đất thật nhanh,
biến thành một sinh vật hình người cường tráng, có 3 đầu 6 tay. Sinh vật hình người này có trình độ võ học cực kỳ cao, trong chớp mắt đã tung ra vài trăm cú đấm, đánh đến mức khiến Ngô Bình phải lùi lại mấy bước liền. Mắt anh sáng lên, vừa quan sát con quái vật này vừa hỏi, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Quái vật có 3 cái đầu, một mặt cười, một mặt khóc, một mặt tức giận. 3 gương mặt này có thể tung ra những đòn tấn công với các đặc điểm khác nhau, tựa như 3 cao thủ ra tay cùng lúc. Đôi bên giao đấu hơn 100 chiêu, 6 cánh tay của nó đột nhiên duỗi ra, 2 cánh tay chộp lấy 2 tay của Ngô Bình, 2 cánh tay giữ chắc 2 chân anh. 2 tay còn lại cầm 2 món thần binh, một cái đâm vào ngực Ngô Bình, cái còn lại chặt đầu anh. Ngô Bình cười khẩy, với một cú xoay người, 4 cánh tay của con quái vật 3 đầu kia bị anh vặn xoắn, đồng thời khiến mọi đòn tấn công của nó trượt mục tiêu. Anh đấm mạnh vào mặt khóc của quái vật, đánh vỡ đầu nó. Quái vật hét lên, thân hình lại thay đổi, biến thành hình dáng một con người bình thường, nhìn chòng chọc vào Ngô Bình. Ngô Bình thu thế, trầm giọng hỏi, ngươi là thần tộc. Đứng trước mặt anh lúc này là hình dáng của một cậu trai. Có điều trên đỉnh đầu đối phương có mọc sừng đen, đôi mắt cũng không giống của loài người. Cậu trai cười quái dị, thần tộc gì chứ, ta là Đại Ma Vương Âm Cửu Trúc. Ngô Bình hỏi, Đại Ma Vương, ngươi là ma tộc. Cậu trai đáp, đúng vậy. Ngô Bình hỏi, ngươi từng là con người, ta nói có đúng không? Âm Cửu Trúc cười khẩy, thế thì đã sao? Ngươi thú vị đấy, không ngờ lại đánh bại được ta. Ngươi là ai? Sư tôn của ngươi là kẻ nào? Ngô Bình đáp, ta là Nhân Hoàng Lý Huyền Bình. Âm Cửu Trúc bảo, Nhân Hoàng chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Ngươi vẫn còn thân phận khác. Ngô Bình nói, ngươi không cần phải biết quá nhiều. Âm Cửu Trúc, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại ở đây? Âm Cửu Trúc hừ giọng, ngươi nghĩ ta muốn ở đây à? Nếu không vì thành đường thì ta đã chẳng biến thành hình dạng như bây giờ. Ngô Bình giật mình, thành đường là thương tổ thiên ất đúng không? Không phải hắn thì còn ai vào đây nữa, Âm Cửu Trúc lạnh giọng, ngày xưa, vì phá bỏ cổ trai, thành đường đã mất 300 năm để tìm ra công pháp tu luyện ma đạo. Hắn không dám tự mình tu luyện nên mới nhờ tu sĩ khi đó tu luyện. Kết quả, tu sĩ tu luyện ma công không chỉ hóa ma mà còn nổ tung rồi chết, rất ít người có thể sống sót. Ta khá may mắn, trải qua bao lần tu luyện mà vẫn kiên trì đến cuối cùng. Nhưng tu luyện về lâu về dài, năng lực của ta ngày càng mạnh lên, sau cùng, ngay cả thành đường cũng dần dần không còn khống chế được ta. Khi ấy ta đã luyện thành ma công, nên âm thầm thi triển ma công vạn hóa, biến toàn bộ vong hồn đã chết do tu luyện ma công trở thành tà ma. Ngô Bình phẫn nộ, hóa ra ngươi chính là kẻ đầu têu. Tà ma đều do ngươi tạo ra. Âm Cửu Trúc cười khẩy, do ta tạo ra ư? Bọn chúng đều là vong hồn chết oan, còn kẻ đầu sỏ chính là thành đường. Ngô Bình hỏi, sau đó thì sao? Âm Cửu Trúc đáp, sau đó tà ma lan tràn, chỉ trong vài tháng, hàng chục tỷ tà ma đã xuất hiện ở Đại Thương. Cuối cùng thành đường không còn cách nào khác, phải trả một cái giá rất lớn, phong ấn toàn bộ tà ma vào trong một thời không. Còn ta cũng bị hắn trấn áp ở nơi quỷ quái này. Ngô Bình nói, chắc hẳn ngươi vẫn chưa biết chuyện ở bên ngoài nhỉ? Biết chuyện gì, Âm Cửu Trúc hỏi. Ngô Bình đáp, Đại Thương đã diệt vong từ lâu, bây giờ là thời đại mới. Âm Cửu Trúc im lặng trong giây lát, Đại Thương không còn ư. Thật đáng tiếc, ta không thể trả thù nữa. Ngô Bình nói, tà ma truyền độc đến ngày nay, tuy chúng bị phong ấn trong thời không, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một ít thoát ra, tấn công nhân tộc. Âm Cửu Trúc hừ giọng, tà ma đã tồn tại từ thời Thiên Quốc, ta chỉ tạo ra nhiều nhất mà thôi. Ngô Bình bảo, bất luận thế nào, chuyện tà ma cũng do ngươi mà ra. Âm Cửu Trúc cười quái dị, do ta mà ra thì đã sao? Ngô Bình lãnh đạm nói, ngươi là nhiệm vụ lớn thứ 3 của ta. Ta phải giết chết ngươi. Âm Cửu Trúc cười lạnh lùng, ngươi cảm thấy ngươi giết được ta sao? Ngô Bình đáp, đúng là rất khó. Nếu ngươi dễ dàng bị giết chết đến thế, Đại Thương đã chẳng giữ ngươi lại đến tận bây giờ. Âm Cửu Trúc bảo, ngươi hiểu được là tốt, ở đây có một đại trận trấn áp, nếu không thì thực lực của ta còn mạnh hơn bây giờ gấp 100 lần. Trước mặt ta, ngươi sẽ nhỏ bé như loài run rế, không đáng nhắc đến. Ngô Bình nói, ngươi cứ việc khoác lác đi, ta vẫn sẽ giết ngươi thôi.
Lời vừa dứt, Ngô Bình đã lấy lò quẻ ra, mở nắp lò rồi tóm lấy Âm Cửu Trúc. Âm Cửu Trúc thoát cái đã tránh đi, nhưng vừa xuất hiện ở nơi khác thì Ngô Bình đã xuất hiện ở ngay sau lưng. Ngô Bình túm cổ Âm Cửu Trúc rồi ném mạnh vào lò quẻ. Rơi vào lò quẻ, Âm Cửu Trúc cười nhạo, sao hả, muốn luyện ta bằng cái lò vớ vẩn này. Ngô Bình đáp nhẹ, đúng thế. Cái lò vớ vẩn này tên là lò quẻ, vừa khéo, ta cũng tinh thông ý nghĩa quẻ. Nói xong, lò quẻ bắt đầu chạy. Anh dùng sức vận hành, lò quẻ liền phát ra tiên quang. Ở bên trong, Âm Cửu Trúc cảm thấy không ổn, bèn giận dữ quát, ngươi to gan lắm. Ngô Bình đáp trả, đương nhiên là ta rất to gan, nếu không thì làm sao luyện chết ngươi. Anh vừa vận hành lò quẻ vừa dung hợp đại đạo của kẻ mạnh kỷ nguyên vào quẻ, từ đó tăng cường uy lực của lò quẻ. Dần dần, Âm Cửu Trúc bắt đầu la hét thảm thương, vừa hoảng sợ vừa tức giận, cuối cùng thì lớn tiếng chửi bới. Âm Cửu Trúc càng mắng chửi, lửa lò của Ngô Bình càng cháy lớn. Cháy được một ngày, Âm Cửu Trúc đã trở nên yếu ớt, tha cho ta một lần, ta sẽ cho ngươi lợi ích. Ngô Bình hỏi, lợi ích gì, có giá trị hơn đan dược được luyện từ ngươi không? Âm Cửu Trúc phẫn nộ, ngươi muốn luyện ta thành đan dược. Ngô Bình nói, ừ, đúng vậy. Cuối cùng Âm Cửu Trúc cũng thấy sợ hãi, ngươi không thể giết ta. Ta có thân xác bất tử. Ngô Bình đáp trả, thân xác bất tử thì hay ho lắm sao, ta còn bất tử vĩnh viễn đấy. Âm Cửu Trúc bảo, ta có thể truyền công pháp ma đạo cho ngươi. Ngô Bình nói, ta có công pháp hoàn chỉnh của tiên tộc, giá trị hơn công pháp ma đạo của ngươi nhiều. Âm Cửu Trúc vẫn không từ bỏ, ta có thể giúp ngươi tăng tu vi. Ngô Bình cười khẩy, ngươi còn chẳng đánh thắng ta, làm sao tăng tu vi giúp ta kia chứ? Âm Cửu Trúc bảo, không, năng lực thật sự của ta vượt xa bây giờ. Ngô Bình nói, cảm ơn nhé, nhưng ta không cần. Lúc này, ngọn lửa trong lò quẻ cháy lớn hơn. Ma khí trên người Âm Cửu Trúc đã bị loại bỏ, anh bắt đầu cho thêm các loại dược liệu vào lò. Anh thật sự muốn luyện Âm Cửu Trúc thành đan dược. Công dụng của loại đan dược này tương tự đạo quân đan, có thể trực tiếp nâng cao tu vi của một người. Dĩ nhiên, nếu không có năng lực và căn cốt mạnh thì sẽ không thể chịu được dược lực khủng khiếp của nó. Ý thức dần dần mơ hồ, Âm Cửu Trúc cất tiếng, sau khi ta chết, sẽ không còn ai khống chế tà ma trong thiên hạ. Ngô Bình cũng biết mọi tà ma đều chịu sự khống chế của Âm Cửu Trúc. Anh đáp, sau khi ngươi chết, tà ma cũng không còn là mối đe dọa nữa. Rồi sẽ có một ngày, ta tiêu diệt toàn bộ tà ma. Âm Cửu Trúc nói, thứ khốn khiếp ác độc, ta sẽ không tha cho ngươi. Nói xong câu cuối cùng, giọng của Âm Cửu Trúc đã hoàn toàn biến mất. Ngô Bình tiếp tục luyện đan. Vài giờ sau, lò đan mở ra. Đan dược mà Ngô Bình đã luyện chế từ vô số dược liệu cực phẩm đã ra lò. Nó to bằng nắm tay, màu xanh lam, bên trên có bùa kỳ lạ, ẩn chứa năng lượng cực mạnh. Anh lẩm bẩm, đan này, tên là thần ma đan vậy. Khi luyện chế đan này, anh đã thêm vào huyết dịch của thần hoàng, cái tên thần ma đan khá phù hợp. Âm Cửu Trúc đã chết, đại trận trấn áp ở nơi này không còn mục tiêu. Sau đó thời không sụp đổ. Một bức tranh dài mấy trăm mét bay ra, được Ngô Bình đón lấy. Anh xem thử, thấy tranh vẽ một đại trận, đôi mắt sáng rực lên, anh biết bức tranh này chính là đại trận tuyệt thế đã trấn áp Âm Cửu Trúc. Cất lò quẻ và bức tranh vào, anh ra khỏi không gian này. Khi anh xuất hiện ở ngoài cánh cổng, các hoàng lão đều thở phào. Hoàng tử quả nhiên không làm họ thất vọng. Thất hoàng lão vội nói, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Ngô Bình ừ một tiếng, tôi đã ở trong đó hơn một ngày, ngoài này có xảy ra chuyện gì không? Linh Hy đáp, họ Sách, một trong bốn vương tộc lớn, đã chính thức phản bội hoàng tộc. Với sự giúp đỡ từ đan dược mà thần tộc ban cho, họ đã sản sinh ra 10 bán thần trong một đêm. Nghe xong, Ngô Bình cười khẩy, bán thần thì có gì ghê gớm, để tôi đi gặp họ. Thất hoàng lão nói, điện hạ, những kẻ phản bội này không đáng lo. Hiện tại điện hạ vẫn nên sớm ngày hoàn thành kiểm tra trung cực, nhanh chóng lên ngôi xưng đế. Đến lúc ấy, ngài đã trở thành đế, thiên hạ nào dám trái lệnh của ngài. Đám người tam hoàng lão cũng thi nhau khuyên giải, cho rằng anh nên xưng đế trước. Ngô Bình gật đầu, ta đang muốn bàn bạc với mọi người đây. Tuy chúng ta là hoàng tộc của Đại Thương, nhưng Đại Thương đã diệt vong từ lâu.
Đế quốc mới thành lập, ta muốn dùng quốc hiệu mới, mọi người cảm thấy thế nào? Tất cả đồng loạt thưa vâng, thật ra họ cảm thấy quốc hiệu mới sẽ phù hợp hơn, dù sao đại thương cũng đã không còn tồn tại lâu rồi, dùng tên này không may mắn. Cái họ cần chỉ là thân phận hoàng tộc, nếu Ngô Bình trở thành vua mới thì bọn họ vẫn sẽ là hoàng tộc. Ngô Bình nói, vậy tên nước sẽ là Thiên Võ nhé. Thiên Võ là chữ do anh bói ra từ ý nghĩa của quẻ, mang vận khí lớn nhất, dùng nó làm tên nước là thích hợp nhất. Đồng thời, đây cũng là cách để anh kỷ niệm Thiên Điện Thiên Võ. Các quan thần nghe xong đều đồng ý. Ngô Bình nghỉ ngơi một lát rồi chính thức tiến hành kiểm tra trung cực. Kiểm tra trung cực là kiểm tra cuối cùng dành cho hoàng tử sau 3 bài kiểm tra lớn, vì vậy nó còn được gọi kiểm tra đế. Kể từ khi Đại Thương thành lập, chưa từng có ai hoàn thành kiểm tra đế. Dù sao thì người muốn tham gia kiểm tra đế đều phải hoàn thành 3 bài kiểm tra lớn trước. 3 bài kiểm tra lớn quá khó, không ai có thể thành công, mà kiểm tra đế là khó nhất, còn khó đến mức nào thì Ngô Bình vẫn chưa biết. Lối vào kiểm tra trung cực nằm trong một đại điện bí ẩn. Trước khi vào đại điện, các vị hoàng lão lấy chìa khóa ra, lần lượt mở cửa. Chìa khóa này được truyền từ đời này sang đời khác trong đại hoàng tộc, là tín vật của trưởng tộc và được bảo quản cẩn thận. Trong thời gian này từng có hoàng tộc diệt vong, người mới lấy được chìa khóa sẽ lập tức được các hoàng tộc khác công nhận, từ đó trở thành hoàng tộc mới, thay thế địa vị của hoàng tộc trước đó. Sau khi mở cửa ra, là một đại điện thần bí. Trong đại điện, mây mù giăng kín, có một chiếc cầu thang bạch ngọc lơ lửng giữa không trung, đoạn sau của cầu thang ẩn hiện trong sương khói, không ai biết nó dẫn đến đâu. Linh Hy hỏi, các vị hoàng lão có biết cầu thang này dẫn đến nơi nào không? Các hoàng lão lắc đầu, không một ai biết. Ngô Bình cảm thấy rất lạ, bèn bảo, kiểm tra trung cực này có từ đâu vậy, ta cảm thấy nó không giống phong cách của đại thương. Vị hoàng lão lớn tuổi nhất, đại hoàng lão, cất tiếng trả lời. Điện hạ, tôi từng đọc qua một số ghi chép của tổ tiên. Kiểm tra trung cực này do 3 vị thánh hoàng hợp sức cướp từ tay thần tộc, nhưng cụ thể ra sao thì lão thần không rõ. Ngô Bình đáp, đồ do 3 vị thánh hoàng cướp được à? Thế thì ta phải vào đó tìm hiểu. Dứt lời, anh đặt chân lên cầu thang rồi bước từng bước một. Cầu thang ngọc này hình như không có gì đặc biệt, anh bước một mạch mấy chục bước, người cũng chìm trong mây mù. Khi bước được 100 bậc, anh bỗng thấy cõi lòng sáng suốt vô cùng, những đạo lý mà trước đó nghĩ mãi không thông, nay đã dễ dàng hiểu thấu. Càng bước lên cao, cảm giác này càng rõ rệt. Đi đến 300 bậc, bước chân của anh chậm hơn, hạt giống đại đạo bắt đầu nảy mầm, bước đầu phát triển thành đạo của riêng anh. Đạo này bao la rộng khắp, phong phú đa dạng, hàm chứa trăm nghìn đại đạo, trên trời dưới đất, chỉ có ta là độc tôn. Tên của đạo này là Huyền Nguyên. Tiến thêm một bước, đại đạo phát triển ngày một hoàn thiện. Khi bước đến 500 bậc, đại đạo Huyền Nguyên của anh đã vô cùng hoàn hảo, thánh huy bao phủ quanh anh. Ngô Bình đã chính thức bước vào cảnh giới của thánh nhân. Cảnh giới thánh nhân có 4 giai đoạn là thánh thể, thánh linh, thánh cách, thánh đường. Hiện nay Ngô Bình chỉ mới bước vào giai đoạn 1, thánh thể. Ở giai đoạn thánh thể, anh phải luyện được thể chất của thánh nhân. Thật ra bước này cũng không quá khó với anh. Dù sao thể chất của anh cũng đã rất mạnh rồi. Nhưng thánh nhân được gọi là thánh nhân chính vì mỗi một bước của họ đều có thể đi rất xa, tiến vào vùng đất không người để khám phá. Vì thế, thánh nhân còn được gọi là người mở đường. Ngô Bình cũng không ngoại lệ, anh quyết định luyện ra thánh thể mạnh nhất thiên hạ ở giai đoạn thánh thể này. Anh có lòng tin, bởi vì anh đã có truyền thừa của văn minh tinh thể. Anh tiếp tục đi lên, ở đó xuất hiện một mặt phẳng. Trên đó có một chiếc bàn ngọc, trên bàn đặt một quyển sách. Ngô Bình dừng lại, mở quyển sách cổ ấy. Có rất nhiều chữ từ sách bay ra, chúng đều do các đời thánh hiền ghi lại, nội dung là kinh nghiệm tu hành và suy ngẫm về những điều chưa biết và vũ trụ. Những chữ này hòa vào trong đôi mắt anh, trực tiếp chuyển hóa thành trí tuệ và kinh nghiệm, giúp anh tăng vọt tri thức về thế giới. Khép sách cổ lại, anh biết mình không thể đi lên nữa, bởi chỉ khi đột phá cảnh giới thánh, anh mới có thể đi tiếp quãng đường phía sau. Thế là anh xoay người bước xuống. Nhưng kỳ lạ thay, anh chỉ mới tiến một bước thì đã đến bậc thang đầu tiên rồi. Lúc này, mọi người đều trông thấy Ngô Bình trở lại. Ai cũng háo hức nhìn anh. Cuối cùng, họ đồng loạt hò reo.
Chúng thần tham kiến hoàng đế bệ hạ. Ngô Bình cảm thấy rất lạ, nhưng vừa ngoái đầu lại nhìn đã hiểu ra ngay. Bởi một mặt của cầu thang đã xuất hiện một cái ấn lớn, chính là ấn chuyển giao của đại thương. Nếu Ngô Bình không vượt qua kiểm tra trung cực, ấn này sẽ không xuất hiện. Anh mỉm cười, chư vị không cần đa lễ. Kỷ Nhược Phi cười nói, bệ hạ, tôi và Linh Hy cùng các hoàng lão đã thảo luận với nhau, cho rằng hôm nay là ngày thích hợp nhất để cử hành lễ đăng cơ. Ngô Bình ngẩn ra, hỏi lại, tôi đi cầu thang ngọc đã mất bao lâu vậy? Kỷ Nhược Phi đáp, 7 ngày. Ngô Bình sửng sốt, anh cảm thấy chỉ khoảng 1, 2 giờ, không ngờ đã 7 ngày trôi qua rồi. Chắc hẳn trong 7 ngày vừa qua, những người ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi đăng cơ. Anh gật đầu, được, vậy đăng cơ vào hôm nay. Đại sảnh phủ bụi bao năm qua đã được quét dọn sạch sẽ, hoàng cung của đế quốc đại thương được mở lại. Ngô Bình ngồi trên đại điện, được các quan thần cúi lạy. Lễ đăng cơ không quá phức tạp, sau khi vái trời đất, bái tế vua thương tiền nhiệm, được các đại hoàng tộc, vương tộc, quý tộc khấu đầu, anh chính thức trở thành đại đế thiên võ. Tuy Ngô Bình chưa có kinh nghiệm cai trị đất nước, nhưng dù gì anh cũng là thánh nhân, sở hữu trí tuệ phi phàm, nên rất biết nhìn người. Chẳng bao lâu sau, anh đã chọn được một nhóm thần có năng lực quản lý, bố trí họ vào những cương vị khác nhau. Thậm chí, nhờ vào trí tuệ và kinh nghiệm có được ở cầu thang ngọc, anh còn soạn được sách lược trị quốc mới. Tân vương lên ngôi, tất nhiên bận rộn luôn tay. Ngày nào Ngô Bình cũng thiết triều, xử lý nhiều công việc. May mà có Linh Hy, Kỷ Nhược Phi và Vân Tịch giúp đỡ, anh chỉ cần đưa ra quyết định về những vấn đề lớn, còn chuyện nhỏ nhặt thông thường sẽ do các đại thần quyết định. Khi trật tự triều chính đã đi vào ổn định, anh bắt đầu phong thưởng. Đại hoàng tộc và các phương tộc, quý tộc có công giúp sức đều sẽ được sắc phong. Sau thưởng là phạt, Ngô Bình sẽ ra tay dạy dỗ và trừng phạt những vương tộc đã quy thuận thần tộc. Bước này vô cùng quan trọng, nếu anh không dẹp yên được hai vương tộc phản bội thì sẽ mất uy quyền của hoàng đế mới, không thể uy chấn thiên hạ. Hôm nay, Ngô Bình gọi Ân Thiên Giáp đến. Trước khi ra tay, anh phải nâng cao năng lực của hai nhóm đại nội vệ Võ Tiên Vệ và Thần Ma Vệ. Võ Tiên Vệ chỉ có 3.000 người, Thần Ma Vệ chỉ có 100 người. Trong đó, năng lực của Võ Tiên Vệ về cơ bản đều ở cấp độ hư tiên, còn có một số ở cấp thần tiên. Số ít là kẻ mạnh cấp chân tiên. Thần ma vệ đều là những người có thiên phú phi thường được tuyển chọn. Bọn họ hoặc có sức mạnh vô hạn, hoặc có khả năng phòng vệ đáng kinh ngạc, hoặc có thiên phú nào đó cực kỳ mạnh, ví dụ như bắn cung chuẩn xác, kiếm pháp cao cường, vân vân. Xét tổng thể, thần ma vệ có sức chiến đấu cao hơn. 100 thần ma vệ và 3.000 võ tiên vệ quỳ làm hai nhóm, ngước nhìn vị hoàng đế mới với tâm trạng kích động vô cùng. Thần ma vệ bọn họ thật ra không có nhiều đất dụng võ, hôm nay cuối cùng cũng thấy lại ánh mặt trời, làm sao không kích động được. Lúc này Ngô Bình đã hiện ra thể chất thánh nhân của mình, thánh huy bao phủ, khí thế ngút trời, khiến tất cả đều có cảm giác thần phục. Các vệ binh, muốn trở thành nội vệ của trẫm thì phải nâng cao thực lực. Sắp tới, ta sẽ giúp các khanh nâng cao năng lực và tư chất, sau đó chọn ra một số người từ các khanh. Gây dựng lại hai nhóm đại thân vệ là ẩn vệ và thiên vệ. Ân Thiên Giáp nói, bệ hạ, những vệ binh này đều có năng lực rất mạnh, tư chất cũng khá tốt. Chỉ cần có đủ tài nguyên, họ sẽ nâng cao rất nhanh. Ngô Bình đáp, nâng cao mà ta nói, chỉ mất một ngày. Ân Thiên Giáp sững sờ, một ngày ư. Ngô Bình lấy thần ma đan ra, đây chính là đan dược mà anh luyện chế từ âm cửu trúc và các loại thần dược như quả bàn đào. Có điều dược lực của nó quá mạnh, không ai trong số các thị vệ ở đây chịu được năng lượng của nó. Vì vậy, anh quyết định pha loãng thần ma đan thành nước thuốc cho họ uống. Anh sai người lấy một cái vại lớn ra, rót nước đầy vại, sau đó nghiền vụn thần ma đan. Ngay lập tức, dược lực của đan hòa vào nước, mặt nước xuất hiện một lớp xương có 5 màu. Ngô Bình hỏi, có ai muốn thử không? Ân Thiên Giáp đứng dậy, bệ hạ, thần muốn thử. Ngô Bình cười nói, ừ, tốt lắm. Ân Thiên Giáp đưa tay chạm vào nước thuốc rồi cho vào miệng, cảm nhận sức mạnh của nó. Lần đầu tiên thử nên dĩ nhiên anh ta không dám uống nhiều. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh điên cuồng rót vào cơ thể anh ta, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Đôi mắt sáng lên, anh ta bèn dùng chén rượu để lấy một lạng rượu, sau đó uống cạn. Cực
Cứ thế, với năng lực vững mạnh của anh ta, uống liền 7 chén đã là cực hạn. Rồi anh ta khoanh chân ngồi xuống đất, dốc sức hấp thụ dược lực. Ngô Bình nói, các khanh cũng thấy rồi đấy, Ân Thiên Giáp chỉ có thể uống 7 chén nước thuốc. Hãy tự đong đo, đừng nên miễn cưỡng. Thế là các vệ binh của hai nhóm đại nội vệ xếp hàng để thử, bắt đầu với một chút nước, sau đó có thể uống nửa chén hoặc 1/3 chén. Số người có thể uống một chén đầy chưa đến 1/10. Dĩ nhiên cũng có một số người sở hữu tư chất thiên phú tốt, có thể uống đến 3-4 chén. Chẳng bao lâu sau, tất cả đều ngồi xuống đất, luyện hóa dược lực với vẻ mặt đau đớn. Ngô Bình cũng không rỗi rãi. Anh lấy tứ hoang thần lò ra, bắt đầu luyện chế đan dược. Sau khi thành thánh nhân, trình độ luyện đan của anh đã thăng cấp đáng kể, có thể luyện chế đan dược cấp bất tử rồi. Đan dược anh luyện chế đều là loại nâng cao tiềm năng, loại bỏ thiếu sót. Anh rất xem trọng những vệ binh này, phải nhanh chóng tăng cường tư chất và tu vi giúp họ. Một giờ sau, đã có một số người bắt đầu đột phá. Họ đều là những người uống nhiều nước thuốc nhất, ít thì một chén, nhiều thì 5 chén. Hễ có người đột phá, Ngô Bình sẽ đến giúp họ, hoặc vỗ vào trán họ hoặc gõ nhẹ vào giữa hai lông mày, đối phương sẽ lập tức qua ải suôn sẻ. Những người đột phá được Ngô Bình gọi đến một nơi riêng. Khi trời tối, bên tay trái Ngô Bình đã có 100 thị vệ, bên tay phải cũng có 100 thị vệ. 200 thị vệ này là những thị vệ có tư chất tốt nhất, Ngô Bình đã cho họ uống thêm đan dược mà anh vừa luyện chế. Anh nói với Ân Thiên Giáp, nhóm bên trái, bổ sung vào ẩn vệ. Nhóm bên phải, bổ sung vào thiên vệ. Thế là hai nhóm đại thân vệ đã được gây dựng lại, thiết lập bát vệ hoàn chỉnh. Hôm sau, Ngô Bình dẫn bát vệ và 1 triệu đại quân điều từ Thất Châu, tiến thẳng đến nhà họ Sách, một trong 4 vương tộc lớn. Họ Sách hiện đã sản sinh 10 bán thần, tham vọng bành trướng cực độ, không còn xem hoàng tộc ra gì. Trước đây hoàng tộc mà nhìn thấy bán thần thì chẳng khác gì chuột gặp phải mèo. Bây giờ họ Sách đã có 10 bán thần, há chẳng phải hoàng tộc sẽ sợ chết khiếp hay sao? Lúc này, gia chủ họ Sách, Sách Thiên Khánh, đang mở đại hội gia tộc. Sách Thiên Khánh đắc ý bảo, các vị, hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây để bàn bạc về chuyện tấn công Thành Thương Đế. Thành Thương Đế là nơi tập trung các hoàng tộc, hạ được Thành Thương Đế, việc họ Sách phò trợ một vị hoàng đế mới cũng là lẽ đương nhiên, không ai dám phản đối. Một ông lão trong tộc nói, trưởng tộc, chúng ta đã có 10 bán thần, năng lực mạnh chưa từng có, hạ gục Thành Thương Đế không phải là vấn đề. Nhưng sau khi chiếm được Thành Thương Đế, chúng ta vẫn phải tìm một vị hoàng tử để phò trợ kẻ này lên ngôi. Dĩ nhiên, kẻ này chỉ là hoàng đế bù nhìn, trưởng tộc mới là hoàng đế thật sự. Sách Thiên Khánh cười ha ha, lời lão nói rất hợp ý ta. Đại quân đã sẵn sàng chưa? Một chàng trai cao giọng đáp, trưởng tộc, 10 vạn đại quân của tộc chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Sách Thiên Khánh gật đầu, thần tộc đã cho chúng ta 3.000 binh bùa thần. Tất cả binh bùa thần đều có thực lực của chân tiên, vô cùng quý giá, cần sử dụng tiết kiệm. Trận đánh lần chỉ cần dùng từ 3 đến 500 binh là được. Đúng lúc này, có người vội vàng đến báo tin. Người báo tin thở hổn hển nói, không, không ổn rồi, đánh tới rồi. Sách Thiên Khánh cau mày, nói đầy đủ, cái gì đánh tới? Người báo tin hoảng hốt đáp, đại đế thiên võ, dẫn binh đánh tới rồi. Sách Thiên Khánh kinh ngạc, hắn cũng nhận được tin các hoàng tộc đã phò trợ vị vua mới lên ngôi, tên là đại đế thiên võ gì đó. Khi hay tin, hắn chẳng buồn để tâm, cho rằng hoàng tộc sợ mình nên mới tìm bừa một người làm hoàng đế, mục đích là lôi kéo lòng dân, tập trung sức mạnh. Đối phương có bao nhiêu binh mã, hắn hỏi ngay vấn đề quan trọng nhất. Người kia đáp, hàng triệu. Hơn nữa, theo tình báo, bát vệ cũng xuất trận. Sắc mặt của Sách Thiên Khánh càng tệ hơn. Sách Thiên Khánh biết rõ thực lực của bát vệ, nếu bát vệ mà dốc toàn lực ra tay thì hắn cũng khó lòng đối phó. Ngẫm nghĩ một lúc, Sách Thiên Khánh trầm giọng bảo, tập hợp đại quân, đón địch cùng ta. Lúc này, đại quân do Ngô Bình chỉ huy đã ở bên ngoài một tòa thành tên là Thành Phi Vân, một trong những thành phố chính của nhà họ Sách, cũng là cửa ải quan trọng nhất. Đại quân của Ngô Bình đến trước Thành Phi Vân, ngồi trên chiến xa. Anh không dùng pháo tiên, chiến đấu với quy mô lớn sẽ làm tổn hại nguyên khí của nước thiên võ. Lần này,
anh quyết định sẽ giết kẻ cầm đầu trước, chém chết phản tặc bằng tốc độ nhanh nhất. Phản tặc chết rồi, những kẻ còn lại sẽ không đáng lo ngại nữa. Chẳng bao lâu sau, cổng thành đã mở toang, mấy vạn đại quân xông ra, xếp hàng trước cổng thành, phía trước đội quân ấy là một người đàn ông bay là lưng. Đó chính là gia chủ của học sách Sách Thiên Khánh. Đứng sau Sách Thiên Khánh là 10 bán thần với khí tức rất mạnh. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào vị hoàng đế mới với ánh mắt kiêu ngạo, không hề có chút kinh sợ nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 106.